Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Diễm My có tựa đề Lượm có bầu và nội dung của câu chuyện này như thế nào. Liệu có điều gì mà khiến chúng ta phải cuốn hút thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi vào ba tập truyện của bộ truyện này. Và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lượm ơi là lượm, nhanh nhanh cái tay lên. Lể ma lể mề, có việc nấu bữa sáng thôi mà còn không xong. Mày ấy, chỉ tổ ăn hại là giỏi thôi tiếng bà tư cứ lành lót cả buổi sáng bà ngoài việc chơi bài rất giỏi thì chửi cũng rất hay bà có hai người con một trai và một gái và một ông chồng sợ vợ như sợ cọp nhưng mà dê gái rất tài nhà bà tư giàu có nhất xóm vì chuyên cho vay lấy lãi mà lãi rất cao chỉ có ai thực sự cần mới tìm đến bà đa phần là mấy người chiến hữu đỏ đen của bà mà thôi chưa người bình thường họ sợ đụng chạm tới nhà bà lắm dạ con mời ông bà và anh chị dùng bữa sáng à giọng nói nhỏ nhẹ của lượng khiến cho ông tư hài lòng lắm ông gật đầu ừ con cũng ăn đi ai cho nó ăn chung với mình chứ mày còn không mau lấy dép để sẵn đấy cho tao em lấy ngay đi à <laughs> liệu cái thần hồn mày thấy mày là chả muốn ăn nữa cái thứ mổ côi đáng ghét. Giọng của Thảo chua ngoa, chẳng khác bà Tư làm mấy. Từ bé tới giờ, đã hạch sách lượm đủ mọi điều. Bằng tuổi lượm đấy, nhưng mà Thảo lười chảy thây, học thì rốt, chỉ có hung dữ là không ai bằng. Lượm năm nay vừa tròn 15, học lớp 9, học lớp chung cùng với Thảo. 4 giờ sáng phải dậy dọn dẹp nhà cửa, cho gà cho vịt ăn xong, tắm cho đàn lợn, rồi nấu ăn cho cả nhà sau đó mới được đi học trường học thì xa thảo được bà tư sắm hẳn một chiếc xe máy đời mới còn lượm thì ngày nào cũng chạy bộ thục mạng vì sắp muộn đến giờ học có nhiều hôm chả được ăn uống gì nhiều lúc ngồi học mà hoa cả mắt may mà thi thoảng gặp anh hiếu giữa đường anh mua cho bát bún anh còn rúi cho lượm ít tiền nhưng mà lượm nào dám lấy cô sợ bà tư hoặc là thảo biết được thì cô chỉ có nước ăn đòn mà thôi. Anh hiếu hiền lắm, anh ít nói, không bao giờ bắt nạt lượm, có cái gì ngon cũng hay giấu và chừa phần cho cô. Có lần còn tặng cô cái kẹp tóc rất xinh, xinh hơn của Thảo nữa. Nhưng mà lượm chỉ dám ngắm thôi, bởi vì lượm sợ, sợ Thảo biết lại mách bà Tư. Cô sợ nhiều thứ lắm. Nghe kể lại rằng 15 năm trước, khi trời chưa sáng, Mọi người đang say giấc nồng Thì nghe tiếng khóc oe oe của trẻ con Vang lên đâu đó Ông bà Tư đang ngủ Cũng lật đật chạy ra xem Mọi người nhìn thấy một đứa bé Được quấn bằng chiếc áo cũ Đặt ngay trước cửa nhà Ông bà ngó ngang ngó dọc Chẳng thấy ai Thế là đành bế đứa bé vào trong nhà Trong chiếc áo có lá thư Được ghi bằng nét chữ nguệch ngoạc Trần Minh Tâm Sinh ngày 12 tháng 3 Xin nhờ cưu mang tôi sẽ sớm quay lại ngày ấy bà tư cũng sắp sinh thảo lượm lớn lên từ dòng sữa dư của thảo bú không hết tớ những chén nước cơm sẵn tay lấy lại thấy vậy mà lượm lớn lên cũng giống như ai khỏe mạnh giỏi giang và xinh đẹp tựa như một đóa hoa giữa rừng cây cỏ dù chưa nắng gắt phải đi hớt bèo cho lợn hay là dọn cỏ quanh nhà nhưng mà nước da của lượm trắng ngần môi đỏ chúm chím Tuy mới 15 nhưng lại ra dáng thiếu nữ Vòng nào ra vòng đó Nhất là cái mông tròn tròn Gặp ngược thì lấp ló Làm ông Tư cứ thèm nhỏ dãi Ông hay nhìn trộm lượm lắm Nhất là lúc lượm cúi xuống lau nhà Ông cứ muốn nhào vào mà ăn thịt cô Ngặt nỗi Dạo này bà Tư không đi đánh bài như trước Bà cứ quanh quẩn ở nhà Làm cho ông không dám manh động Ông Tư hắng giọng <laughs> Lượm Chỗ này chưa sạch, con lau lại đi, để bà mà nhìn thấy là bị ăn đòn bây giờ. Vâng ạ. À. Lượm nhanh chóng lại lau chỗ ông tư chỉ, đâu biết rằng con cáo già chỉ có trực chờ lượm khom người xuống, làm mắt ông ta sáng rực như trăng rằm. Con kia, trời ơi, có mỗi cái nhà, mà tại sao mày lau lâu thế? Định để cả nhà chết đói đi à? Làm cái gì phải nhanh cái tay lên, tao đập chết bây giờ. Kìa bà, nó vừa mới đi học về Học học cái đéo gì Hết năm nay tao cho mày nghỉ Ở nhà còn biết bao nhiêu là việc Tao cho học đến lớp 9 là phúc đức cho mày lắm rồi Mẹ nói đúng quá Cái thứ trôi sông lạc chợ ấy Học làm gì nhiều Biết cái chữ là được rồi Bà con thấy dạo này nó với anh Hiếu Hay xủ xỉ với nhau lắm đấy Coi chừng nó lại xin tiền anh Hiếu mẹ à Hả Có đúng không Con kia Dạ thưa bà không có con chỉ hỏi bài anh hiếu thôi ạ à? mày đừng có chối thế cái này mày lấy ở đâu ra thảo vừa nói vừa quang xuống cái kẹp tóc mới mà anh hiếu mua cho cô cùng với ít tiền mà lúc sáng lượm không lấy nhưng mà anh hiếu cứ nhét vào cặp của cô bà tư nhìn thấy tiền thì rít lên ôi giời ơi cái gì đây ở đâu mày có tiền mà mua cái này mày nói ngay mày dám bòn tiền của con tao có phải không dạ thưa bà cái này cái này làm sao hay là mày ăn cắp tiền của mẹ tao mẹ mẹ xem có bị mất tiền không như sực nhớ ra điều gì đó bà tư lúc này hét lên đúng rồi hôm trước tao vừa mới mất tiền thế mà tao hỏi mày mày bảo không biết này thì không biết này này thì không biết này Bà chụp lấy cây trồi, vụt lượm tới tấp. Mỗi câu không biết này là mỗi vết roi rơi xuống. Thảo lúc này cũng phụ họa, nắm tóc của lượm mà đánh. Ông Tư chỉ biết can ngăn bằng lời nói. Thôi thôi, đánh nữa là nó chết đấy. Thôi ngay, tôi phải đánh cho nó chừa cái tội trộm cắp. lùi ỏng tay áo, này thì, này thì chết này. Kìa bà, thôi. Ông Tư chả dám xông vào can ngăn đâu vì nghe tới vụ mất tiền của bà là tim của ông ta loạn xạ rồi mồ hôi bắt đầu tứa ra như tắm ông ta cũng tội lượm nhưng mà không dám hé môi nói thêm lời nào bởi vì chính ông ta là người lấy trộm tiền của vợ bên này tiếng lượm kêu lên con không lấy tiền bà ơi À, bà nghe con nói con không lấy tao phải đánh đánh cho đến khi nào mày nhận thì thôi bà tư không thương tiếc cứ như vậy mà vụt thảo nắm tóc chán chê lại quay sang đá túi bụi lượm không dám chống chế cô chỉ biết đưa tay ôm lấy đầu mình chịu đựng việc này cô quen từ bé rồi cứ có chuyện gì không hài lòng là bà tư lại đánh lại chửi cô và thảo cũng vậy y chang mẹ nó không vừa ý là đánh lượm không nương tay lượm buồn họ một thì buồn cha mẹ mình mười tại sao họ nhẫn tâm bỏ rơi cô giữa dòng đời xa lạ họ có biết con mình khổ cực như thế nào hay không lúc này có tiếng của hiếu vang lên kìa mẹ mẹ dừng lại đi mẹ hiếu xông vào giật lấy cây trồi trên tay bà tư đẩy con thảo ra kéo lượm ra sau lưng mình mẹ à có chuyện gì từ từ giải quyết tại sao mẹ đánh lượm chứ bởi vì nó dám ăn cắp tiền của tao tao phải đánh cho nó chừa đi từ bé tới giờ, Lượm không bao giờ có tính ăn cắp, mẹ biết mà. Anh, anh đường có mà banh vực nó, có bằng chứng rõ ràng cơ mà. Thảo nói xong chỉ số tiền và cái kẹp tóc, Hiếu liền hiểu ngay ra vấn đề, lập tức giải thích. Cái đó là con, con cho Lượm. Đấy, mẹ thấy chưa? Con nói rồi, nó xin tiền anh Hiếu mà mẹ không tin. Lượm không xin, con tự cho. Có mấy đồng bạc thôi, mẹ làm gì mà đánh em mấy ra nông nỗi này? Mẹ làm như thế này, người ta biết người ta cười cho. Ông Tư lúc này mới dám nói thêm. "Đúng đây bà, mấy đồng này đối với bà nhằm nhò gì, thôi ngồi xuống uống cốc nước cho hạ hỏa." Ông Tư kéo vợ ngồi xuống, đưa cho bà cốc nước rồi nhanh tay bóp vai cho bà, ra sức nịnh nọt lấy lòng bà. Bà Tư lúc này hạ được cơn giận. Bà quát lượm. Mày còn đứng đấy làm cái gì? Mày mau đi nấu cơm đi. Dạ vâng, thưa bà. Con Thảo ngúng người. Kìa mẹ, mẹ tha cho nó dễ dàng thế à? Bà Tư khoát tay, Thảo tức giận dậm chân rồi bò vào trong phòng. Nó còn chưa đánh lượm, đã tay cơ mà. Lượm lúc này khóc thút thít và xuống bếp nấu cơm. Miệng nhai nắm muối, sát vào vết thương. Sát đến đâu, Nước mắt của cô rơi đến đó, nỗi đau rát thịt làm sao bằng nỗi đau trong lòng cô, có lúc Lượm muốn chết đi cho rồi, nhưng lại sợ lúc ba mẹ tìm về không gặp được cô, nghĩ như vậy, cô lại cố sống qua ngày qua tháng. Hiếu mang cho Lượm chai thuốc, nhẹ nhàng nói chuyện với cô. "Để anh bôi cho, đau lắm có phải không?" "Em không sao, tất cả là tại anh, tại anh mà em mới bị ăn đòn thế này." Thuốc này hay lắm Để đấy anh bôi cho nhá Không cần đâu Em tự làm được rồi Bà mà nhìn thấy lại không hay đâu anh Bà mẹ vào phòng hết rồi Cứ để đấy anh làm cho Hiếu nhẹ nhàng thoa từng chút một Lên những vết thương trên người của lượm Cô nhăn mặt vì đau Sau đó Hiếu lại thổi phù phù vào vết thương Và dỗ dành cô Không đau không đau Không đau nhá Lượm đang đau cũng đành phải bật cười. cười. Anh làm như em còn bé lắm. Em lớn rồi. Em biết hết rồi mà. Thế em có biết... Biết gì ạ? À? Hiếu nhìn xung quanh không có người. Lúc này mới trồm người sang hôn lên má của lượm. Mặt của lượm thoáng chốc đỏ bừng. Tim của cô đập loạn xả. 15 năm sống trên đời. Lần đầu tiên lượm mới thấy tim của mình đập nhanh đến như vậy. Cái nóng dưới bếp làm sao mà nóng bằng cơ thể của cô hiếu ngọt ngào ghé vào tai của cô lượm này em ngoan sáng chờ đợi anh nhé anh học xong ba năm đại học rồi anh về anh cưới em có chịu không lần này lượm luống cuống thực sự tay của cô bấu chặt vào chiếc áo bạc máu hiếu đẹp trai lại hiền lành thế này khối cô gái mơ ước mà tại sao anh lại chọn cô một đứa côi cút, không cha không mẹ, thực sự không xứng đáng. Ở cây tuổi mới lớn ngây thơ trong sáng, chỉ biết đường từ nhà đến trường rồi đi chợ, tối ngày quanh quẩn bên xó bếp, bên cây ao, nên lượm tin hiếu lắm, tin vào người duy nhất tốt với mình từ bé cho đến lớn. Chỉ có hiếu luôn che chở bảo vệ cho cô, giờ đây lượm bắt đầu mơ về một tương lai, một tương lai tươi sáng. Hôm nay bà Tư và Thảo sang nhà ngoài ăn dỗ Ông Tư bảo mệt trong người Nên ở nhà nghỉ ngơi Lượm đang thái chuối sau nhà Thì nghe tiếng ông Tư gọi Lượm ơi Lượm Lên đây ông nhờ tí Lào vội cây tay Cô vội vàng chạy lên nhà Chờ ông sai bảo Dạ thưa ông Ông gọi con à Ai, Ông thấy nóng trong người lắm Con lấy nước Lau người cho ông đi Lượm nhanh chân xuống bếp hì hục nấu nước, pha ấm ấm rồi bê lên phòng cho ông Tư. Bước vào phòng, đập vào mắt của cô là ông Tư đang để trần. Trên người chỉ mặc một chiếc quần cộc duy nhất. Lượm này lớn rồi, cô biết ngượng ngùng xấu hổ rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô vô cùng khó xử. Ông Tư giả bộ thều thào nói với Lượm. Lau đi, lau cho ông nào. À, dạ, Dạ thưa ông Lượm lúc này lấy khăn lau tay Lau mặt cho ông mấy lượt Nhưng mà ông Tư lại cứ than nóng Ông bảo Lượm phải lau bụng Lau chân cho ông nữa Lượm vừa đưa khăn đến cổ Thì thấy phía dưới quần ông cứ nhấp nhô lên xuống Ông chụp tay Lượm Và để lên chỗ ấy Ơi, ông nóng Nóng ở đây này Nóng lắm Lượm hoàng sợ thu tay lại nhưng ông tư cứ cầm chặt lấy tay cô lượm hét toáng lên ông buông tay con ra bà mà nhìn thấy bà đánh chết con đến chiều bà mày mới về ngoan chiều ông đi đến chiều ấy ông cho mày tiền để mua nhiều đồ đẹp nhá con không cần đâu ông ơi ông tha cho con con xin ông đừng có gọi bằng ông gọi bằng anh đi anh không để ai hành hạ em đâu nhá chiều anh đi Ông Tư bật người dậy ôm chầm lấy lượm, cay mùi da thịt mơn mờn, làm chỗ ấy của ông ta phình to hơn. Cặp ngực mềm mại mà ông ta thèm khát bao lâu nay, bây giờ lại được sờ đến. Ông ta đè lượm xuống giường và hôn lên má hồng hồng của cô, làm cho ông ta sướng như tiên. Đến cái môi đỏ đỏ nữa, ông ta thấy mình lên chín tầng mây. Còn lượm, lượm buồn nôn với cái mùi thuốc lào từ miệng ông ta phát ra. Cây hàm răng thì vàng khè, làm cho cô kinh hãi con xin ông con xin ông ông tha cho con con xin ông ạ à. ông tư hùng hồ xé luôn cái áo cũ kỹ của lượng mặc cho cô van nài ông ta vẫn như một con mãnh thú khát mồi lao vào ngấu nghiến cô ông ta thích thú nghe tiếng van xin của lượng ông ta hững hờ bỏ ra khiến cho lượng quỳ lạy ông dối rít con van ông con lạy ông ông làm ơn làm phước cho con ra ngoài con xin ông ạ à. Nhìn cảnh tượng này, ông Tư lại càng thêm phần hưng phấn. Ông ta chán cái bà vợ sồ xề ngấn mỡ mời gọi lắm rồi. Ông ta chỉ thích người khác xin sỏ, yếu đuối thế này mà thôi. Ơ kìa, anh đã làm gì đâu mà em khóc? Để anh làm cho em sung sướng nhá. Ông ta nói xong giữ chặt hai tay lượm, lượm vùng vẫy, nhưng làm sao mà chống lại được con sói, đang bắt được con mồi non tơ nhìn từng tấc da thịt trắng trèo lộ ra, làm ông Tư nghĩ đúng là không uổng công nuôi một người mười mấy năm trời và bây giờ đã đến lúc thu hoạch. nhân lúc ông tuột cây quần, lượm dùng hết sức đạp vào của quý của ông một cái, rồi cô cầm cái áo vùng chạy. Ông Tư bị cú đá chí mạng, nên miệng la oai oái. Mẹ kiếp, con khốn kia, mày đứng lại ngay, tao mà bắt được mày là mày chết. Ui cha ơi, đau quá đi trời ơi lượm vội vàng chạy ra sau vườn và núp dưới bụi chuối cứ như vậy bật khóc nức nở một chút nữa thôi là cô thất thân rồi cô hứa làm người yêu của hiếu nếu lúc nãy có chuyện gì thì có nước nhảy sông tự vẫn cô cũng không thể nào rửa hết tội lỗi dành cho hiếu cô càng muốn dành cái quý giá này chỉ dành cho hiếu mà thôi khóc lóc suy nghĩ một hồi lượm ngủ quên lúc nào không hay đến lúc mơ màng nghe ai đó gọi tên mình lượm lượm ơi lượm anh hiếu sao lại ngủ đây áo của em lượm che vội màng thịt rồi sụt sùi kể cho hiếu nghe chuyện khi nãy hiếu tức lắm hiếu đòi mách lại cho bà tư nhưng cô vội vàng ngăn anh anh đừng làm lớn chuyện bà biết lại khổ em ra hiếu ậm ừ rồi dặn cô phải để ý ông tư tránh tiếp xúc với ông một mình nói đoạn anh dẫn cô vào trong nhà lượm thay cái áo khác lành lặn rồi vào bếp chuẩn bị cơm chiều tầm xế chiều thì bà Tư và con Thảo về nhà tiếng của bà ta tiếp tục oang oang trước cổng con lượm đâu rồi bớ con lượm đâu lượm trong bếp lật đật chạy ra ngoài cổng dạ thưa bà con đây ạ à? mày làm cái gì mà tao gọi mày khản cả cổ họng mày mới chịu ló mặt ra ngoài hả dạ con đang kho dở mấy con cá thưa bà. Còn đứng đấy làm cái gì? Mang đồ vào trong nhà cất cho tao. Vâng ạ. À. Lượm nhìn đống đồ lình kình mà nhớ lại năm nào bà cũng vậy. Lựa cái cặp vịt đẹp nhất bầy cùng với ít trái cây vườn trồng sẵn đi ăn dỗ. Nhưng mà lúc về thì tay sách nách mang. Nào là vài cân thịt, nào là cá, nào tôm nặng trĩu. Bà tư của lượm dễ gì mà cho không ai cái gì nghĩ thế thôi chứ cô nào dám nói ra miệng nói ra chắc là cô lên trời luôn lượm ơi lấy cho tao cốc nước nhanh lên thầy còn thảo cơ bát lượm hầu hạ hiếu nói ngay thảo này em có tay có chân sao không tự mình đi lấy cái lượm ấy nó còn biết bao nhiêu là việc cần phải làm ừ, nhưng mà nó là kẻ ăn người ở không sai nó thì sai ai chứ anh làm cái gì mà la mắng em Lượm cũng là con cái trong nhà chứ không bao giờ lười nhác như em đâu con thảo nghe xong tức lắm nó liền mách mẹ mẹ xem đi anh hiếu cứ bênh con lượng rồi lại mắng con bà tư đang phân loại số đồ vừa mới mang về nên chẳng có tâm trạng phân xử bà chỉ nói ôi giời ơi tao mệt với hai đứa mày quá cứ như chó với mèo cãi nhau suốt còn thằng hiếu ấy nó sai con lượm tí việc có cái gì to tát đâu mà mày mắng em Mày chỉ giỏi bênh người dưng thôi. Bên này lượm bưng cốc nước mát, đưa tận tay cho Thảo. Nước đây à? Hừm. Tao nhờ mày không được hay sao? Mà mặt mày cứ như đưa đám thế à? Đi vào trong kia, pha nước cho tao tắm, rồi dọn cơm. Tao Đó đói lắm rồi đấy. Lượm lại cúi xuống và đi nấu nước. Ra vườn cắt luôn nắm xả, hòa vào nước cho thơm. Thảo thì tắm sữa tắm đất tiền, nhưng mà thi thoảng vẫn tắm xả tắm bưởi do cay cú vì bị lượm cự tuyệt nên bữa cơm hôm nay ông tư sai lượm liên tục con lượm đâu rồi lấy cho tao chai ớt con lượm đâu lấy bát nước chấm khác cho tao con lượm mày kho cá kiểu gì mà nhạt như nước ốc thế này miệng mày bị làm gì có phải không còn danh kia ông tư chắn hàn buông đũa ra nhâm nhi bình nước trà và tiếp tục sai lượm mày pha cho tao ấm trà nóng đi Có việc trà nước thôi mà cứ để tao phải nhắc mà con này càng lúc mày không được việc rồi đấy càng nhìn lượm ông ta lại càng tức không chịu được mồi ngon tới miệng mà tuột mất hỏi sao ông ta không tức giận ông ta biết lượm khỏe mạnh nhưng mà không nghĩ rằng cô lại mạnh tới mức đá một cái khiến ông ta thấy luôn cả ông trời phải nằm mất một lúc lâu ông ta mới hồi được đấy bà tư thấy bộ dạng của ông tư thì có phần ngạc nhiên mọi ngày ông tư khen lượm ngất trời tại sao hôm nay trong người ông lại khó ở thế nhỉ mọi khi bà chê thức ăn lượm nấu là bà kiếm cớ chửi nó thôi chứ trình độ nấu ăn của bà ta còn thua lượm hàng ngàn km đấy chứ bà tư thầm suy nghĩ có khi nào đi đêm qua mình hành ông ấy quá nhiều nên là bây giờ ông ấy mới mệt như vậy nghĩ như vậy bà sai lượm đi chợ mua đồ bồi bổ cho chồng mà không hay biết người đàn ông bên gối đã chán mình đến tận cổ trong đầu ông ta bây giờ chỉ chứa hình bóng của lượm và những người phụ nữ xuân sắc khác mà thôi bà tư đã quyết định rồi hết năm nay lượm phải nghỉ học còn thảo lên lớp mười thì học trong trường tình ở nhà cậu ruột tức là nhà em trai bà Tư Còn Hiếu Đi thành phố học đại học Lượm nghe xong mà buồn thúi ruột Lượm không còn được cắp sách đến trường Và nghe thấy cô giảng bài được nữa Không còn những giây phút hồn nhiên Cùng với đám bạn Mà buồn nhất là cô phải xa Hiếu Người duy nhất cho cô cảm giác an toàn Và bình yên Còn Thảo thì nô nức Như sắp đi chảy hội đến nơi Thảo nhiều lần được lên tỉnh chơi ở đó quán xá đông vui, nhiều cửa hàng thời trang đẹp mắt, đặc biệt là có mấy anh đẹp trai, nhuộm tóc vàng vàng hay đá mắt với nó. Nghĩ đến thôi mà tâm trạng của nó vui lắm. Thay mọi thứ đều rất đẹp, ngay cả nhìn con lượm cũng không còn đáng ghét như mọi khi. Mới đây mà đến ngày Hiếu đi thành phố nhập học, ngày mai nữa thôi là lượm không còn thấy người thương mỗi ngày, không còn ai cột cho cô mớ tóc đen dài nữa và chẳng còn ai đứng ăn vụng thức ăn khi mà cô đang nấu lượm à lượm ơi hiếu gọi làm cho cô giật mình quay lại thế nào mà lượm lại ngã đè lên người của hiếu lượm hốt hoảng lồm cồm ngồi dậy nhưng liền bị hiếu vòng tay siết chặt lấy cô lượm à để yên thế này nhé lượm thẹn thùng chàng dám nhìn thẳng vào hiếu tim của cô bắt đầu rộn rã cho anh thơm má em nhé. Ngày mai anh đi rồi. Rất lâu anh mới về thăm em. Nghe cái giọng nài nỉ của Hiếu làm cho cô không thể nào từ chối chút nào. Cô gật đầu. Lượm nhắm mắt lại đến khi cảm nhận thấy được môi Hiếu chạm vào môi của cô. Lượm như đông cứng người lại không tài nào phản ứng. Trước lưỡi Hiếu bắt đầu luồn lách vào trong khoang miệng của cô chiếm lấy từng vị trí không buông lơi chỗ nào nụ hôn đầu đời ngọt ngào như que kẹo lượm e ấp trên vai hiếu và nghe hiếu hỏi lượm này em có thương anh không anh hiếu đúng là kỳ cục thật ai đời lại đi hỏi cô như vậy làm sao mà cô dám trả lời thật chứ em em không biết sao lại không biết không thương anh làm sao cho anh hôn chứ lượm mà không nói gì là anh không về đâu đấy Nghe Hiếu hù dọa là không về nữa Lượm hết cào hồn Cô dối giết nhận ngay Có, em có thương anh Thương có nhiều không? Nhiều Em thương anh nhiều nhất trên đời này Thế bây giờ em chứng minh đi Chứng minh làm sao ạ? À? Thì Em hôn anh lại làm tin đi chứ Hôn ngay đây này Hiếu kéo tay cô Lên môi của mình Muốn cô thơm vào chỗ ấy Lượm ngại ngùng lắm Nhưng mà sợ Hiếu không tin tình cảm của mình Nên cô nhắm mắt nhắm mũi Mà hôn Hiếu Vừa hôn xong một cái chuột Cô cắm đầu mà bỏ chạy ngay Hiếu như mơ hồ Hồn phách ở nơi đâu Cái mùi ngọt ngọt từ miệng của Lượm Dù chỉ thoáng qua Cũng đủ làm tim Hiếu tan chảy Lúc ấy Hiếu tự hứa với lòng mình Phải dáng học cho thành tài Để về cưới cô Cứ nghĩ đến cảnh cô bị hà hiếp lòng của anh vô cùng chua xót còn lượm cô cứ chạy đến khi vô tình chúng ai đó ngã xuống đất cùng với giọng nói chua ngoa của con thảo vang lên cô mới hoàn hồn con thảo chửi cô này con kia mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế à mắt mày đuôi à mày dám làm ngã tao mày muốn ăn đòn có phải không lượm vội vàng đỡ thảo dậy phủi bớt đất trên quần áo cho thảo miệng cô liên tục xin lỗi Xin lỗi, tại em... Mày làm sao? Hả? Đúng là cái đồ sao trổi, ám quẻ. Hôm nay tao đang vui, nên tao tha cho mày đấy. Không thì mày xác định. Vâng vâng. Lượm cúi đầu, đợi Thảo đi khuất rồi, cô mới dám cười tùm tìm. Chống ngực của cô còn đập nhanh khi nhớ về nụ hôn ban nãy cùng với Hiếu. Hôm nay bà Tư đưa Thảo lên nhà em trai trên tỉnh, cho Thảo ở nhờ để đi học. Hiếu cũng bắt chuyến xe đi từ sáng sớm Nhờ cái gương mặt bịn diện của Hiếu Lúc lượm tiễn Mà lòng cô não nề Thế là đi xa thật rồi Giờ đây chỉ còn một mình cô Cô đơn trong chính ngôi nhà đáng sợ này Đang thẫn thờ thì ông Tư Từ đâu đi tới Đưa tay sờ mông của lượm Cô giật bắn người Lùi lại phía sau Ông... Ông làm cái gì thế à? Ông thấy quần con dính cái gì ấy mà mà mông con mềm thế Cho ông sờ một tí Ông đừng có làm bậy Con la lên bây giờ Hôm nay đi hết rồi Mày có chạy đằng trời Ông Tư nở ra một nụ cười ma mãnh Nhướng nhướng cặp chân mày với lượm Ôi giời Lượm thề là nhìn ông ấy lúc này Chẳng khác gì mấy tên xỉ ke Người thì gầy guộc Mặt thì nhăn Răng thì vàng Nhìn phát tởm Lượm nhìn người trước sau sau đó kiếm đường để thoát thân. Ông Tư cứ vờn qua vườn lại, rồi nhào vào người của cô. Ông ta quyết tâm ngày hôm nay phải sơi được con này. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tiếng bà bầy em ruột bà Tư ngoài cổng cất lên. Anh chị Tư ơi, có nhà không nhỉ Mẹ kiếp thật, ai lại đến phá đám thế này? Hình như là bà bầy. Ông mau thả con ra mở cổng, để bà ấy xông vào đây là chết cả con cả ông đi ạ. À? ông tư dù có máu dê nhưng mà nghe đến bà bảy thì ông ta đành phải kiêng rè chả là bà ta nổi danh là hoạn thư của xóm còn hung dữ gấp mấy lần bà tư nhà ông ấy chứ mau ra mở cho bà bảy vào xem có chuyện gì vâng vâng lượm chỉ chờ có như vậy thế rồi cô ba chân bốn càng chạy đi ơn rồi, bà bảy đến đúng lúc quá cái con này làm cái gì mà chậm chạp thế Tao đứng mỏi cả chân rồi đấy. Dạ con ở sau hè nên không nghe bà bầy gọi. Mời bà vào trong nhà. Bà bầy ngoe ngoài bước vào. Ông Tư lúc này vờ niềm nở. Dì bầy tới chơi đi à? Chị của dì mới đưa con Thảo lên tỉnh đi học. Ơ ờ thế à? Tôi sang có chút việc bàn với anh chị mà thấy chị ấy đi rồi vậy thôi. Tôi nói với anh trước. Chuyện là thằng Lý nhà tôi. Anh biết rồi đấy. Nó cưới vợ mấy năm rồi, mà chưa đè đái gì. Tôi định cưới vợ hai cho nó, kiếm đưa cháu nối dõi tông đường. Tôi nhắm con lượm nhà anh, nó nhanh nhẹn tháo vát, lại khỏe mạnh. Ý tôi là tôi chịu nó lắm. Anh xem bàn bạc với chị, rồi tính tiếp. Ông Tư nghe xong, mặt mày méo sạch. Cái gì? Ông còn chưa rơi, mà để cho thằng Lý ăn trước à? Ông lựa lời từ chối. Dì bảy nói thế nào ấy chứ Con lượm nhà tôi Nó vừa vụng thối vụng nát Không được như lời gì khen đâu Tôi biết nó từ bé đến lớn Tôi nhìn chẳng sai dáng rẻ thì ngon lành Hồng to ngực to Chắc là phải sinh cả bảy chứ chả ít Ôi dào ơi Nó chỉ ăn nhiều thôi Ăn như lợn Đến mức ú dài chứ Sao mà anh toàn bàn ra thế Hay anh có ý gì với nó Chắc là tôi phải nói lại cho chị tôi biết để chị tôi xem xét mới được. Thấy, tôi chỉ nói sự thật thôi, chứ nó đáng tuổi con tuổi cháu, thì có ý tứ gì với nó được. Dì bảy à, dì cứ khéo đùa. Tôi nói xong rồi đấy, anh chị bàn bạc với nhau, rồi cho tôi biết. Thôi, tôi về đây. Bà bảy huỳnh huỳnh ra về, thân hình tròn quay, mặt mày thì hung tợn, cái giọng ồm ồm kinh thế này, bảo sao ông bảy không ra ngoài mới lạ lượm ra mở cổng cho bà về. Bà Bảy nói thêm với lượm. "Mày ở đây ít hôm, bà sang, bà cưới mày cho anh Lý. Anh ưng mày lắm đấy lượm." "Con con con đang còn bé mà bà. Bằng tuổi mày ngày xưa, tao đẻ rồi đấy. Thôi, tao về đây. Ôi giời ơi, hôm nay trưa nắng quá." "Vâng, bà về ạ." À? Bóng của bà Bảy khuất dần mà lượm vẫn không thôi nghĩ ngợi. Cậu Lý nổi tiếng ăn chơi xa đọa Rượu chè say xưa Ôi giời ơi Có bao giờ tỉnh táo đâu Thêm mợ liên vợ cậu Lý Cũng chẳng phải là dạng vừa Về đấy có mà chết Nhưng mà lý do lớn nhất đối với Lượm Là cô hứa chờ đợi Hiếu về Lượm chỉ yêu và muốn lấy Hiếu làm chồng Làm sao bây giờ Làm sao cho Hiếu biết bây giờ đây Lượm nhìn xa xăm Nhìn những cánh chim bay trên bầu trời kia cô thèm được như chúng nó được tự do tự tại bay nhảy khắp nơi còn cô cô như chim trong lồng cá trong chậu nước mắt cô không ngừng rơi xuống lòng cô đau lắm đau như ai đó đang cắt bỏ đau đớn vô cùng buổi tối lượm đứng dưới nhà nghe ông tư bàn luận chuyện của mình ông tư không muốn gà lượm đi nên nói với bà tư tôi thấy con lượm nó ở nhà mình được việc lắm. Bây giờ mà gà nó đi. Bà không tiếc à? Sao lại không tiếc? Ngặt nỗi, dì bầy đánh tiếng như thế. Tôi khó từ chối lắm ông ạ. À. Thì bà kiếm đại đứa nào, rồi làm mai cho thằng Lý. Nó say xỉn suốt ngày, có phân biệt được ai với ai. ơ hay, ông nói thế mà nghe được à? Dù gì, nó cũng là cháu ruột. Tôi phải chọn cho nó đứa nào đàng hoàng, giỏi giang chứ. Tưởng gì chứ giỏi giang cái làng này thiếu gì đâu nhất thiết phải là con lượm à tôi để ý ông từ nãy tới giờ rồi đấy ông không muốn tôi gả con lượm đi hay là ông lén phén gì với nó nói mau cha già mắc dịch kia nói ông tư sợ sợ vuốt vuốt ngực của vợ ấy ấy bà đừng có nóng bà nghe tôi bảo tôi không muốn con lượm đi bởi vì tôi lo cho bà nhá bấy giờ nhà mình đơn chiếc Mọi việc trong nhà đều có con lượm nó làm. Bà gà nó đi, thì việc gì cũng đến tay bà. Nếu bà mướn thêm người làm, có phải là tốn thêm một khoản tiền hàng tháng hay không? Chỉ bằng mình giữ nó lại, ngày cho nó ăn hai bữa cơm. Chả phải là lợi hơn nhiều à? Đấy, bà cứ tính xem. Bà Tư gật gù, ông Tư nói có lý phết, tự dưng mất người làm, lại còn phải mất tiền oan uổng, bà dễ gì mà chấp nhận. Còn về phần bà bảy Chắc là bà phải lựa lời... Nói với nó mới được... <laughs> ừ nhờ... Ông nói chí phải... Để đêm nay tôi thưởng cho ông nhá... Ông Tư nghe từ thường... Thì kinh hồn bạt vía... Vội vàng co giò bò chạy... Cái gì? À, à, hôm nay tôi mệt lắm... Thôi tôi đi ngủ trước đây... Ông Tư... Này ông Tư... lão giả chết bầm... Làm gì mà nghe ngủ với mình lại sợ như sợ cọp thế không biết ừ mình còn hấp dẫn lắm cơ mà hơn hai tháng nay lượm không nghe ông bà tư đà động gì đến việc cưới hỏi cô cứ tưởng bà tư đã bàn xong với bà bảy ai rè một ngày đẹp trời bà tư bảo với cô lượm này mày xem dọn dẹp nhà cửa cho sạch đi chút nữa cùng tao đi chợ mai thằng lý nó sang đây nó xem mắt cũng như là giáp lời luôn đấy Ông Tư nghe thì ho sạc sủa. Ông ta có nghe vợ nói gì đâu mà ngày hôm nay tuyên bố chấn động như vậy. Ông ta gấp gáp hỏi ngay. Bà vừa nói cái gì? Gả con lượm cho thằng Lý sao? Tại sao bà không nói gì cho tôi biết? Ông có ở nhà đâu mà nói chứ. Tôi với dì bảy tính hết rồi. Ông không cần phải nói nhiều. Đừng tưởng tôi không biết. Dạo này ông hay xuống quán con mẹ tám. Vừa mới góa chồng có phải không? Tôi đang bận nên tôi chưa thèm tính sổ với ông đâu. Xong xuôi hết rồi, tôi cho ông ra đường, lúc đấy tha hồ mà tám với trả chín. Kìa, ai nói với bà lung tung thế? Tôi với mấy lão xuống dưới đánh cờ, uống trà đàm đạo. Bà chỉ có nghĩ vớ và vớ vẩn là hay. Ừ, vớ ba vớ vẩn đấy, ông cứ coi chừng tôi. Còn mày, nhanh tay nhanh chân lên. Lượm lúc này mới lý nhí lên tiếng. Dạ thưa bà, con... con chưa muốn lấy chồng đâu à. ơ hai cái con này, hôm nay mày lại dám cãi lời tao à? Được cả cho nhà cháu tao là phúc phận nhà mày rồi. Nếu không có tao nuôi dưỡng suốt mấy mấy năm qua, thì mày chết từ lâu rồi. Mày đừng có mà vô ơn với tao. Con... con không quên ơn ông bà, nhưng con thực sự chưa muốn lấy chồng. Con lấy ông bà cho con ở lại. Bà bắt con làm cực khổ đến đâu, con cũng chịu à. Nhưng mà tao quyết định rồi, thì cho dù ông trời có sập xuống, tao vẫn không thay đổi nhá. Với lại tao nhận tiền rồi. Bà bảy trả công tao 50 triệu. Mày có nhiều tiền để cho tao như vậy không? Hả? Lượm đang quỳ dưới chân của bà, bỗng ngồi thụp xuống đất. 50 triệu sao? Một triệu cô còn trả có, thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Vậy là lượm phải lấy cậu Lý thật sao? Lượm phải thất hứa với anh Hiếu thật sao? Cây nắng hôm nay thật là gay gắt. Lượm cầm giò theo bà Tư vào chợ mua đồ để ngày mai tiếp đãi bên nhà bà Bảy. Lượm như người mất hồn, mặc cho bà Tư réo gọi cô in ỏi. Lượm ơi! Lượm! Ờ, hai cái con này, cái con trời đánh kia. Mày có nghe tao gọi không? Bà Tư cứ hét lớn, làm cho lượm hoàn hồn. Bà ta tiện tay đánh lên đầu lượm một cái rất đau rồi bà ta lại rít lên giữa trò mày bị điếc à dạ bà gọi con tao không gọi mày thì tao gọi ai mày xách đồ về trước đi tao qua đây có chút chuyện rồi tao về người gì đâu mà ngơ ngơ ngáo ngáo bực hết cả mình bà tư nói xong bò đi lượm khệ nệ định về thì nghe tiếng ai đó gọi tên mình lượm ơi lượm tao đây con linh chạy tới thấy lượm nó mừng lắm nó thích chơi với lượm mà nó ghét con thảo nên chẳng bao giờ sang chơi linh hỏi ngay mày mua cái gì mà lắm thế này à tao tao đi chợ với bà tư mà mày đang học trên tỉnh à sao lại về đây thị trường cho nghỉ ba hôm nên tao về chơi tối nay tao rảnh qua nhà tao chơi đi tao có quà cho mày đấy thôi tao không qua được đâu ngày mai nhà tao có việc bận lắm việc gì Lượm đành kể hết cho Linh nghe Nào là lượm buồn thế nào Nào là lượm nhớ anh Hiếu ra sao Còn Linh nó hỏi lượm Thế tại sao Mày không cho anh Hiếu biết Để anh ấy về Tao nói với anh Hiếu Bằng cách nào chứ Linh suy nghĩ Tầm một lúc sau đó Hai mắt của cô sáng lên À phải rồi Anh tao học chung với anh Hiếu Để tao gọi về cho anh tao Rồi nhờ nhắn lại cho anh Hiếu dùm mày nhá Lượm nghe xong mừng lắm. Cô cảm ơn con Linh dối rít nhưng phải từ xã con Linh về nhà. Nếu không bà Tư về không thấy cô, thì cô lại bị ăn no đòn. Ừ, mày về đi. Có cái gì tao cho mày biết. Linh à, cảm ơn mày nhé. Đêm đấy Lượm cứ chờ đợi mãi, nhưng không thấy con Linh sang báo tin. Cứ như vậy cô ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi có tiếng bà Tư gọi, Lượm thức dậy làm công chuyện, thì cô mới biết trời đã gần sáng. Bà Tư ngồi trên ghế chỉ đạo luôn miệng dạy lượm về đạo làm dâu làm vợ. Nào là không được cãi chồng, phải hầu hạ cung phụng hết mình hết sức, dù có hy sinh tính mạng cũng phải đặt chồng và gia đình chồng lên hàng đầu. Tầm 9 giờ sáng bên nhà bà Bảy đến, sang đây có ông bà Bảy, cậu mợ Lý và một người giúp việc tên là Sen. Mới giờ này mà bước chân cậu Lý đã siêu vẹo rồi. Chân thấp chân cao bước vào trong nhà Sau đó đi tìm lượm Vợ tôi đâu nhỉ? Vợ tôi đâu nhỉ? Lượm đâu? Lượm đâu? Lượm nhìn thấy bộ dạng của cậu Lý Cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán Nhưng cô vẫn phải lễ phép Để trả lời cậu Dạ thưa cậu Cậu gọi con à? Ui giời, cậu mở cái gì? Gọi là anh thôi Mình sắp làm vợ chồng con gì? Ừ, 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 Cậu Lý nấc cụt lên mấy hồi, lượm lấy cho cậu cái ghế, rồi để cho cậu ngồi xuống. Thế mà cậu nhìn thế nào, lại ngã xuống đất. Nghe tiếng cậu la lên, mỡ liên vội vàng chạy vào xem. Có chuyện gì thế? Lượm! Mày làm gì chồng tao đấy? Dạ, con đâu có làm gì, cậu tự ngã đi à? À, cái con này già mồm, mày làm cậu ngã, mày còn chối à? Này thì chối, này chối, này! Mợ liền hùng hồ lao vào nắm tóc của lượm mà đánh cô. Miệng mợ không ngừng mắng chửi. Tao phải đánh cho mày chừa cái thói láo tuét. Mất dậy! Lượm đau lắm, nhưng mà cô không dám phản kháng lại mợ liên. May mà lúc này cậu Lý lại ngồi dậy. Cậu lôi mợ liên ra ngoài. Thôi thôi thôi, là tôi tự ngã. Màu buồng nó ra đi. Tôi vừa mới dậy nó có một tí, mà mình sót nó à? Đừng có thấy tôi cho cưới, rồi lại làm tới, nghe chưa? Mợ Liên nói xong bỏ ra nhà trước, cậu Lý mắt nhắm mắt mở nhìn lượm, sau đó nhướng mắt cười nham nhở. Nhìn ngon ra phết đấy nhé. Nói xong cậu gục gặc, tìm chỗ nằm ngủ, để lượm một mình với đầu tóc rối bù, áo quần thì sọc sạch, má của cô còn bồng rát với mấy cái tát của mợ liên tặng cho cô. Sau khi làm công chuyện xong, lượm nấp sau tấm rèm nghe mọi người quyết cuối cùng. Mùa gặt này sẽ làm đám cưới. Bà Bảy thì cười nói rôm rà lắm. Chỉ có ông Tư và Mợ Liên là mặt mày bí xỉ. Mắt của Mợ Liên cứ liếc liếc nhìn ghê lắm. Chưa bao giờ lượm mong anh Hiếu về như lúc này. Đã ba ngày từ ngày gặp con Linh mà sao cô chưa thấy bóng dáng của anh xuất hiện. Lòng của cô nóng như lửa đốt. Không tập trung làm được việc gì Sáng nay kho cá đến cháy khét Mà còn chưa phát hiện May mà bà Tư nghe mùi đi xuống Qua tháo ẩm ý lên Lúc đó cô mới bừng tỉnh Anh Hiếu à Anh Hiếu ơi Lượm cơ nhìn ra đường trông ngóng Mà bóng người anh Hiếu Vẫn biệt tâm biệt tích Bà Tư cơm nước xong xuôi Là đi đánh bài với mấy bà hàng xóm Ông Tư chờ bà khuất hẳn Cũng quần áo trình tề huýt sáo về hướng quán bà tám mà đi. Hôm nay tâm trạng ông ta phấn chấn lạ thường. Lượm ngồi rửa bát phía sau, nghe tiếng ai kêu ngoài trước. Chưa kịp ra thì cây bóng ấy đang tiến dần về phía lượm. Cây mùi rượu nồng nặc, lượm đoán biết đó là ai? Là cậu Lý. Cậu Lý đến à? à cậu tìm ông bà sao? Ông bà vừa đi hết rồi à? Tìm ông bà già đấy để làm cái gì? anh đến đây tìm em. Cậu, cậu tìm con có chuyện gì ạ? À? Anh nhớ em nên qua thăm. Nào, cho anh ôm một cái. Cậu Lý giang tay vồ lấy lượm, cô bất ngờ nên không tránh kịp. Nghe cây mùi hôi từ người cậu, không biết mấy ngày rồi, cậu chưa tắm. Cậu đưa cây miệng, nhằm cây má của lượm mà hôn. May mà cô né được. Cậu Lý à, mau buông tay ra, ban ngày ban mặt cậu làm cái gì thế này? Còn la lên cho mọi người biết bây giờ Cậu Lý Ơ ừ, la đi La to lên Tao ôm vợ của tao Đứa nào mà dám nhào vào đây Tao chém chết Còn vợ cậu chưa cưới hỏi Cậu đừng có sảng bậy Trước sau gì Mày cũng là vợ tao Bây giờ mày có yên không Hay là mày thích bạo lực Cậu Lý cứ rằng co với lượm Cậu dù khỏe Nhưng mà do co hơi men Nên lượm mới vùng ra được Cô xô cậu ngã vào mép bàn. Cậu đi về đi, cậu về đi. À, còn dành còn, mày dám xô tao, tao trò mày chết. Cậu Lý ngồi dậy xông vào, đè lượm xuống đất, tay kéo quần của lượm xuống mà làm việc đồi bại với cô. Lượm la lớn. Có ai không cứu tôi, cứu tôi. Cậu Lý nghe như vậy thì tát lượm, đến bật máu miệng. Mày câm mồm ngay, tao tát cho rụng răng bây giờ, đừng để tao mất hứng. Mẹ kiếp! Lượm càng la hét càng chống cự thì lại càng làm thú tính trong người cậu Lý trỗi dậy. Ghi đầu vào cổ vào ngực của Lượm cứ như vậy mà hôn mà cắn cô. Lượm bất lực, nhắm mắt để những dòng nước mắt cứ mặn đắng ảo ạt tuôn ra. Đợi con gái của Lượm mất một cách nhục nhã như vậy đấy. Nhưng bỗng lúc này có một tiếng hét lên. Làm cái gì thế kia? Màu thả cô ấy ra! Đó là Hiếu Tiếng của anh Hiếu Lượm như kẻ đuối nước vớ được chiếc phao Cô gọi tên Hiếu thật lớn Anh Hiếu ơi cứu em Hiếu lao vào xô cậu Lý sang một bên Vội vàng đỡ cô dậy Rồi quay sang chất vấn anh họ mình Anh làm cái trò gì thế này Anh có còn liêm sỉ hay không Mẹ chó cái thằng này Tao hỏi mày làm gì mới đúng Nó sắp làm vợ của tao Mày không biết à Sắp á, à? Sắp chứ chưa cưới Khi nào cưới hãng nói Bây giờ mời anh về cho Nhà tôi không hoan ganh con sâu rượu như anh Anh về đi ừ. Mày cứ nhớ lấy Nói xong cậu Lý Đưa tay chỉ vào mặt của Lượm Coi như ngày hôm nay Số mày hên Lượm sợ hãi vô cùng, nấp sau lưng hiếu, đợi không còn nghe tiếng dép lệch phạch của cậu Lý nữa, cô mới dám lò đầu ra nhìn. Hiếu xoay người lại ôm chặt lấy cô Giống như thể anh sợ cô Tuột mất khỏi vòng tay mình Hiếu hít hà mùi thơm Trên mái tóc của lượm Mùi hương quen thuộc Làm lòng của Hiếu thổn thức không yên Mới có mấy tháng xa nhau Mà anh nhớ lượm ra giết Khi hai tin lượm sắp lấy chồng Anh chỉ muốn về ngay Ngặt nỗi ngay đợt kiểm tra quan trọng Nên ngày hôm nay anh mới về được May mắn là còn kịp không thì khổ thân lượm của anh Như sực nhớ Hiếu buông tay cô ra Nhìn cô một lượt từ đầu đến chân Và xoay xoay người của cô Em có bị thương ở đâu không? Cho anh xem nào Em không sao đâu Thế này mà bảo không sao Vào trong phòng Anh thoa thuốc cho nhá Má của em sưng rồi đấy Anh Hiếu kéo tay lượm đi về phía phòng mình Lượm ngồi xuống giường Hiếu mở ngăn tủ lấy lọ thuốc và nói với cô. Em về ngồi yên, để anh làm nhé. Hiếu tiến gần cô, mặt sát mặt, cự ly này gần đến nỗi, lượm nghe từng hơi thở của Hiếu đang nóng bừng lên. Bốn mắt nhìn nhau, đất trời như ngừng lại, đầu óc như bị thôi miên, môi kề môi thắm thiết. Lượm nửa tỉnh nửa mê trong cái cơn tình ái mà Hiếu đem đến cho cô, nụ hôn nhẹ nhàng giống như tính cách của anh, nhưng cũng đủ làm cho Lượm mộng mị không thể nào dứt ra được. Trong thoáng mơ màng, Hiếu đặt Lượm nằm xuống, dùng thân người cao to kia đè lên cơ thể đầy sức sống của cô. "Lượm à, anh thực sự rất muốn em. Nhưng em sắp lấy cậu Lý rồi." Nói xong Lượm khóc, "Cô nào muốn làm vợ của cậu Lý, người gì mà cứ dơ dơ bẩn bẩn, không sạch sẽ như anh Hiếu của cô?" nhưng lượm đâu còn cách nào khác chứ lượm à em có tin anh không để anh thưa chuyện mình anh sẽ cưới em lượm tin chứ lượm luôn tin những lời mà hiếu nói với cô bởi vì có bao giờ anh thất hứa với cô đâu em tin anh nhưng lỡ như ông bà không đồng ý thì sao anh sẽ kiên quyết để cưới được em thế đó anh cho cô ánh sáng khi bầu trời đang đen ngòm tối mịt. Anh cho cô niềm tin, nhưng lại nhẫn tâm mang đến cả trời đau khổ. Hiếu chút bỏ quần áo của cả hai người. Lượm thẹn thùng lấy tay che ngực tròn của cô. Cái ngực đẹp lắm, tuổi mới 15. Hiếu từ từ kéo tay lượm ra, hai nhụy hồng hào khoe sắc, cơ thể trắng trèo, lần đầu tiên lộ liễu trước mặt Hiếu. Hiếu run lắm, anh đưa tay chạm vào cơ thể của Cô cả người anh và lượm cứ tê tê, lơ lửng giữa lưng chừng. Hiếu không chịu được nữa. Anh đưa cái vật cứng ấy vào người lượm, tay của lượm bấu chặt vào chiếc ga, tưởng chừng nó sắp rách. Lượm đau đớn như ai đó xé từng tấc thịt, kêu lên bên tai của Hiếu. Em đau lắm. Hiếu dừng lại, hôn lên đầu ngực đang cương lên của cô, lượm lại dướn người, thân thể uốn éo, miệng kêu lên the thế, làm bản năng đàn ông của hiếu trỗi dậy mãnh liệt vô cùng sau đó hiếu gục đầu vào vai lượm anh muốn ôm vào hôn cô thật lâu giây phút đó hiếu muốn cùng cô đi đến cuối con đường đến răng long đầu bạc vĩnh viễn không chia rời dưới tấm ga nệm vương vệt máu đó là thứ quý giá nhất của người con gái lượm trao hiếu thứ quý giá nhất của mình và tin tưởng vào những gì hiếu đã hứa với cô cùng cô đời đời, không bao giờ xa nhau. Hiểu về nên cô vui lắm, vừa nấu cơm vừa hát líu lo, cô nấu nhiều món mà Hiếu thích, chỉ cần nghĩ đến việc không cần phải lấy cậu Lý nữa, cô được làm vợ của anh Hiếu, cô sinh cho anh vài đứa con, sống cuộc sống đơn giản thôn quê nhưng chứa chan hạnh phúc. Đó là bức tranh mà anh vẽ ra cho cô. Đâu ai biết rằng tình cảm này Giấc mộng này chính là bắt đầu những thảm kịch của đời cả hai. Đến chiều bà Tư mới về, thấy lượm đang hát hò, bày biện rất nhiều thức ăn. Sẵn cơn bực bội trong người, bà hét lên. Con lượm đâu, con lượm đâu, mày ra đây cho tao. Lượm vội vàng chạy ra ngoài, mặt mày hớn hở chào bà Tư. Dạ, bà mới về à? Ai cho mày phung phí thế này? Tiền của tao là tiền đẻ ra tiền, Mày có biết không hả? Bà Tư nguyết dài, đã thua bạc, lại gặp cảnh này, bảo sao mà bà không điên lên cho được. Bà ngó nghiêng chẳng thấy bóng dáng ông chồng mình đâu, liền vội vàng hỏi cô. Thế ông đi đâu rồi? Sao mà tao không nhìn thấy, hả? Ừ, dạ thưa bà, ông ra ngoài sau bà một lúc à? Lại đi, lại đi! Cái lão già này muốn chết rồi, tao phải xuống xem lão đánh cờ hay là đánh tình kìa mẹ mẹ đi đâu vậy ạ à? hiếu từ sau nhà bước ra hỏi bà tư thấy con trai về mà không báo trước thì bà có phần bất ngờ bà hỏi anh dồn dập ơ ừ hay con đang học sao lại về có chuyện gì à hay là không khỏe ở đâu con về khi nào dạ con về lúc chưa mẹ ngồi xuống đây Con có chuyện muốn thưa với mẹ hiếu nắm tay của lượm đứng trước mặt bà tư anh tuyên bố con và lượm thương nhau xin mẹ đừng gả lượm cho anh lý bà tư lúc này ngạc nhiên lắm bà há hốc miệng ú ớ mãi mới thành câu cái cái gì con thương con thương cái thứ côi cút không cha không mẹ này sao không được mẹ không đồng ý nó không xứng với con hiếu à lời của bà tư vừa nói ra Lượm nghe được mà tủi thân ghê gớm Nước mắt của cô trực trào rơi xuống Dù lượm bị ruồng bỏ từ bé Nhưng đâu ai muốn mình sinh ra Trong cái hoàn cảnh như vậy Đâu ai được chọn lựa chỗ đầu thai chứ Lượm là đứa Luôn thu vén nhà cửa Luôn cố gắng làm tốt việc bà tư giao Chưa bao giờ xin bà mua cái quần Mua cái áo Mười mấy năm trời sống trên đời Cô luôn mặc lại đồ cũ Của cái thảo bỏ đi luôn ăn cơm thừa canh cặn. Phải rồi, phải chi lượm có xuất thân cao quý, được có cha có mẹ đầy đủ thì mọi chuyện đã khác đi. Lượm thì sao à mẹ? Em ấy hiền lành giỏi giang, có cái gì mà không được chứ? Ôi giời ơi con ơi là con, cho mày ăn học mà sao đầu mày không chịu suy nghĩ à? Hiền lành làm cái đếch gì con phải kiếm một cô vợ vừa giàu có vừa có quyền vừa có thế mới giúp được con sau này chứ cái thứ nghèo cùng ăn mặt dẹp thế này có ích cái gì mà lấy nó cái thứ vô dụng này cho mẹ mẹ còn trả thèm lượm phải cố gắng để không bật ra tiếng khóc tay của hiếu càng nắm chặt tay cô giọng anh có phần mất bình tĩnh con không cần con chỉ yêu và muốn lấy lượm thôi Tao nuôi mày tới trường này Mà mày cãi cha cãi mẹ thế này hả Hiếu À Hay là mày bị nó Cho ăn bùa mê thuốc lú rồi có phải không Bà Tư chụp ngay cây chén Nhắm hướng lượm mà phang thẳng Do bất ngờ Nên cả lượm và Hiếu Đều không phản ứng kịp Lượm hét lên tay ôm đầu Hiếu lúc này cũng kêu lên Trời đất ơi máu Mẹ làm cái gì thế này Mẹ quá đáng nó vừa thôi Hiếu cuống quyết chạy đi tìm đồ cầm máu cho lượm. Bà Tư như điên loạn, mắng chửi um trời. Mày chết đi! Mày chết đi! Mày dám rủ quến con tao! Chết đi! Bà ta cào, bà ta xé người của lượm. Hai bàn tay của bà ta cứ ra sức mà đánh cô. Lúc này ông Tư vừa mới về. Nghe tiếng của bà, ông vội vã can ngăn. Bà làm cái gì thế kia? Ôi trời ôi máu! Bà làm gì thế này? Chết nó bây giờ! Bà buông nó ra đi, buông ra! Ông Tư phải kéo lắm mới lôi được bà vợ của mình. Bà Tư béo như thế này, làm ông ta mệt bở hơi tai. Liếc sang thấy lượm đầu tóc máu me, ông ta sợ sệt hỏi vợ. Nó làm cái gì mà bà đánh nó? Nó dám dụ dỗ thằng Hiếu đấy. Ôi giời ơi là giời ơi! Tôi chưa giết nó là may cho nó lắm rồi. Hiếu vừa đem đồ ra băng lại vết thương cho lượm, miệng không thôi cãi lại bà Tư. Mẹ đừng có ác nữa, mẹ cũng có con gái, mẹ coi chừng bị quả báo đấy. Ôi trời, mày vì con khốn này mà mày ăn nói với tao như thế đi hả Hiếu? Mày chủ ẻo cả em mày đi à? Quá lắm rồi, quá lắm rồi. Mày đi ngay, mày cút ngay lên trường học cho tao, cút! Con chả đi đâu cả, muốn đi thì con dắt lượm đi cùng. Bà Tư nghe xong tức lắm, bà ta không thở được. Ông Tư lập tức dìu bà ta vào phòng, bảo bà ta nghỉ ngơi. Miệng thì quan tâm vợ, nhưng mà trong lòng ông ta bây giờ dối như tơ vò. Còn lượm chưa sơi được, lại sắp được gà đi. Nay ngờ đâu thằng con ông cũng mê mẩn con lượm. Há chẳng phải, cha cùng con... Nghĩ đến đây ông ta chợt lắc đầu. Không được, không được, như thế còn ra cái thể thống gì chứ? Bà cứ nằm nghỉ ngơi một chút Rồi tôi với bà Cùng tìm cách khuyên thằng Hiếu Khuyên cái gì mà khuyên Nó mê muội rồi ông à Bây giờ nó còn dám cãi tay đôi với tôi Có điền không cơ chứ Ôi tức chết mất Tức chết mất thôi Thế thì mình phải tính cách khác Cách gì Ông có cách gì Thì bà cứ giả vờ đồng ý đi Để cho nó đi học Nó đi học rồi mình ở nhà tính tiếp. Ở ừ nhỉ ông nói đúng, ông nhiều mưu mẹo quá đấy, mà sáng tới giờ ông đi đâu? Quần áo của ông bóng bẩy quá nhỉ? Tôi đi qua nhà ông Sáu chơi, bàn về cách chơi cờ, ngâm thơ. Ông đừng nói dối tôi, từ xưa tới giờ, ông có biết thơ văn là cái gì đâu, bàn với trả cách. À, hay ông lại lết xác xuống quán con tám chứ gì, có đúng không? Ông mau trả lời tôi ngay. Ừ hai cái bà này buồn cười thật. Tôi bảo rồi bà không tin nhỉ. Chán bà thật đấy. Ừ. Ông chán tôi rồi chứ gì. Ông chán tôi. Thì kiếm con khác thử xem. Nó có được như tôi không? Chán ấy. Thì cuốn gói đi đi. Đi hết đi. Cho tôi rảnh nợ. Thôi tôi xin bà. Bà là nhất. Bà là số một. Chỉ có bà là nằm trong trái tim tôi thôi. <laughs> tôi trả thèm bà tư nói xong thì lăn đùng ra đấy ngồi chơi bài cả ngày nên bà vừa nằm một chút là bà ta đã ngáy khò khò bên ngoài lúc này hiếu đang băng bó cho lượm anh trách mình vô dụng không bảo vệ cho người mình yêu anh xót xa anh đau cho từng vết bầm của lượm anh cúi gằm mặt nói với cô lượm à anh xin lỗi đâu phải lỗi của anh đâu tại em tại cái số của em nó thế anh hứa với lựa anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Em tin anh nhé. Lượm gật đầu. Ở Hiếu luôn mang cho Lượm niềm tin mãnh liệt, nhưng thói đời thường cả thèm trong chán. Và anh, anh cũng không ngoại lệ. Sáng hôm sau Lượm đang lối hối dọn dẹp, thì bà Tư đến gần và hỏi cô. Này, mày còn đau không? Dạ, con không sao đâu bà bà Tư móc trong túi áo ra ít tiền, rồi nói với cô: mày cứ cầm lấy tiền đi, ra ngoài hiệu thuốc mua thuốc vào mà thoa. Không ấy, để lại sẹo bây giờ. Ơ ừ hay, hôm nay bà Tư làm sao mà lạ lùng thế này? Còn cho tiền, cho cô mua thuốc sao? Cô bất ngờ này đến bất ngờ khác, nên người của cô bất động một chỗ. Này cái con kia, mày có cầm lấy tiền không? Hay mày chê ít? Có chuyện gì đấy mẹ? Bao giờ thì mẹ hết khó với Lượm? Mẹ đừng làm khó cô ấy. Bà Tư lúc này mới trả lời con trai. Mày đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho mẹ như thế. Tao cho nó tiền đi mua thuốc mà nó chê nó không thèm lấy đây này. Anh hiếu nhìn Lượm, giống như xem có phải lời bà nói là thật hay không, Lượm liền nói ngay. À dạ vâng, bà cho em tiền thật đấy anh ạ. À. Hiếu nhìn bà Tư bằng một ánh mắt giò xét. Sao hôm nay mẹ lạ thế? Bình thường mẹ có cho tiền như thế này bao giờ đâu. Bà Tư nghe xong thoáng chút bối rối, nhưng bà ta liền điềm tĩnh đáp lại lời Hiếu. Ừ, tao suy nghĩ kỹ rồi. Tao không gả con lượm cho thằng Lý. Nhưng mà mày phải cố gắng học hành cho tốt, có công ăn việc làm ổn định. Sau đó, tao làm đám cưới cho, Hiếu nghe xong mắt sáng rõ Còn tưởng mình nghe nhầm Nên hỏi lại dối rít. Thật à mẹ? Mẹ chấp nhận Chuyện bọn con thật à mẹ? Thì trời không chịu đất Thì đất phải chịu trời thôi Nhưng mà mày phải cố gắng học hành Chứ không được động một chút là về đấy Biết chưa? Vâng vâng, con biết rồi Con cảm ơn mẹ Lựa mà, em mau cảm ơn mẹ đi Vâng ạ, à, con cảm ơn bà hai người vui sướng mà không nhìn thấy được nụ cười của bà tư lúc này bà ta quay người đi khuôn môi nhếch lên nói thầm trong miệng <laughs> mày mà mơ làm vợ con trai của tao á <laughs> đúng là mơ mày cứ mơ đi hai ngày sau đó hiếu khăn gói lên đường và tiếp tục đèn sách ngày hiếu đi mang trong người bao nhiêu nhiệt huyết bao nhiêu hoài bão về tương lai của anh và lượng anh đâu biết rằng định mệnh đã an bài tất cả, số trời đã định, họ chẳng thể nào chung đường. Mà không, tại lòng người thay đổi, hay bởi vì tình yêu chưa đủ lớn để họ vì nhau. Lượm ơi, mày đâu rồi? Dạ con đây thưa bà. Đi theo tao ra ngoài chợ, sắm cho mày vài bộ đồ mới. Ừ, sao lại mua quần áo cho con thế bà? Ơ ừ, hay, chưa mày định ngày cưới mày mặc mấy cái bộ rẻ rách này à nhanh lên hỏi mãi ngày cưới sao mà cưới ai với ai chứ lần trước biên thư về lượm có nghe anh hiếu nhắc cái gì đâu hay là anh hiếu muốn tạo bất ngờ cho cô nhưng mà không đúng bà tư bảo anh phải học xong bà mới cho cưới cơ mà sao tự dưng ngày hôm nay bà lại nói là ngày cưới hàng tá câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu của lượm cô rụt rè hỏi bà tư bà ơi khi nào anh hiếu về ạ à? bà ta đưa ánh mắt sắc bén nhìn lượm bà ta nghiêm giọng nó không về mày đừng có mong vậy vậy con cưới ai hay bà cho con đi ăn cưới ai mà bà mua đồ mới cho con ạ à? thì cưới mày với thằng lý chứ còn ai nhanh cái chân lên kẻo nắng bây giờ bà ơi sao lại cưới cậu lý chẳng phải bà hứa với con là cho con và anh hiếu chẳng để lượm nói hết câu bà tư cắt ngang nhếch môi khinh thường cô mày vừa nói cái gì cơ mày mà dám mơ mộng lấy con trai của tao cửa à hôm đấy tao chỉ nói thế thôi để cho thằng hiếu nó yên tâm nó lo học hành chứ cái ngữ mày mà mày đòi làm con dâu của tao mày nằm mơ cũng không có cửa đâu con ạ à. bà lừa con bà 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 Tư quát vào khuôn mặt đang tức tuổi của lượm. Tại sao? <laughs> tao làm sao nào? Tao lừa mày thì làm sao? Cái thứ như mày, được làm vỡ lẽ cháu tao là vinh hạnh cho mày lắm rồi. Mày phải yên phận, mày đừng mơ tưởng đến con trai tao. Đìa mà đòi đeo chân hạc, mày không xứng. Bà ta nguyết rõ dài, đưa tay lên chán lượm và xì vả thêm một trận nữa. Lượm lào đào, Chẳng phải vì hành động mà vì những gì bà Tư vừa nói. Bà ấy lừa cô và anh Hiếu. Bây giờ anh Hiếu đi rồi. Bà ép cô, lấy cái cậu Lý, có tiếng là con sâu diệu. Sáng xỉn chiều say, tối đi lạng choáng Cô phải làm gì bây giờ? Cô biết phải làm gì đây? Tận cùng của nỗi đau là gì, lượm không biết. Chỉ biết rằng tim cô sắp vỡ ra thành hàng nghìn mảnh. Đời cô sẽ đi về đâu khi phải đầu ấp tay gối với người mình không thương mà họ cũng chẳng thương mình kiếp chồng chung muôn đời nào sung sướng đời vợ lẽ có mấy ai vui có lúc lượng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nhưng sợ trong túi lại không có một đồng không có giấy tờ tùy thân mà từ đó cho đến giờ lượng chưa từng đi khỏi nơi này bây giờ cô chẳng biết trốn đi đâu không lẽ duyên phận của cô và anh hiếu đến nay là chấm hết sao càng nghĩ lượm càng khóc như mưa hai mắt thì sưng húp bà tư sợ lượm bỏ trốn nên hai vợ chồng bà ta canh trường cô hai bốn trên hai bốn không cho cô ra ngoài sợ cô tìm cách báo cho con trai mình biết bà còn hăm dọa cô thằng hiếu ấy nó đang thi một cuộc thi vô cùng quan trọng mày mà dám làm gì ảnh hưởng đến chuyện thi cử của nó tao lột ra mày ra đấy Tao phanh thây, tao xẻ thịt mày. Mày hiểu chưa? Bà ơi, con xin bà, con xin bà nghĩ lại đi à. Tao quyết định rồi, thì mày phải tuân theo tao. Mày đừng có quên, tao có ơn cứu cái mạng của mày. Nếu như không có tao nuôi mày thì bây giờ, mày không còn đứng đây đâu. Mày ăn quả, mày phải nhớ kẻ trồng cây. Mày uống nước, mày phải nhớ nguồn. Lần này mày lấy cháu tao, vừa được sung sướng tấm thân, vừa coi như... Mày giả nợ cho nhà tao. Mày mà dám trốn hay làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến hôn lễ thì mày đừng có trách tao. Mày biết tính tao rồi đấy. Thế rồi ngày hôm ấy, Lượm khoác lên mình bộ đồ mới, thứ duy nhất Lượm có mà không phải từ ai ban bố. Bà Bảy đeo cho Lượm, đôi hoa tay bằng vàng bé tí, một vài mâm cơm thiết đãi họ hàng cũng thành một cái đám cưới. Đấy, Đám cưới của lượm thế đấy Họ đơn giản mọi thứ có thể Chẳng ai cầm tay lượm dặn dò trao gửi Chẳng có chút quà cáp Hay của hồi môn Chỉ bằng bằng tiếng ăn uống cười nói Họ về lúc nào chẳng hay Một mình lượm đứng bỡ ngỡ trong ngôi nhà Không có người thân thích Không có người chào đón Ở hai cái con kia Đứng ngây người ra đấy làm cái gì Không thấy bát đĩa ngổn ngang à Đừng tưởng được cưới về đây Là lười biếng tiếng của mợ liên làm cho cô quay về với hiện thực quẹt vội giọt nước mắt lượm trả lời ngay dạ con biết rồi à? biết thì làm đi nhà này chẳng dư cơm mà cho ăn không đâu nhớ dọn dẹp lau chùi cho sạch sẽ sau đó mới được nghỉ ngơi mà còn bẩn chỗ nào là không xong với tao đâu nghe chưa cái đồ yêu nghiệt mợ liên quát mắng xong thì bỏ đi lượm nhanh chóng bắt tay vào công việc cực khổ từ bé thì mấy việc này lượm nào có nề hà chứ chỉ là từ sáng sớm tới giờ lượm có được ăn cái gì đâu bụng cô cứ sôi lên sùng sục cơn đói kéo đến nhưng mà cô không dám bỏ giờ tay chân cô luống cuống làm việc cho xong vợ tao đâu vợ tao đâu rồi cậu lý tìm lượm từng bước đi nghiêng ngả chân nọ đá chân kia lượm dừng tay trả lời chồng mới. "Dạ, con đây cậu. Làm cái gì đấy? Sao không lên phòng?" "Ừ, làm tao à làm anh tìm em từ nãy tới giờ. Con đang dọn dẹp sắp xong rồi thưa cậu. Cậu lên trước rồi con lên sau à?" "Trước sau cái gì? Đi ngay." Cậu Lý lôi cô, kéo cô về phòng, lượm biết sớm muộn gì thì chuyện này cũng đến, nhưng mà cảm giác lo sợ vẫn dâng trào cô đâu còn là con gái, cô đã trao thân, gửi phận cho anh hiếu mất rồi, bởi vì cô tin vào những gì anh hiếu hứa với cô. cô đình ninh là cô sẽ cưới hiếu, nào ngờ số phận chớ chiêu lòng người gian trá, để ngày hôm nay người làm chồng cô chính là cậu lý. ở cây xứ sở còn trọng nam khinh nữ, xem trọng trinh tiết, thì chuyện thất thân trước khi lấy chồng là một chuyện nhục nhã, lượm càng nghĩ càng sợ cố ý kéo dài thời gian cậu cậu ơi cậu để con làm xong chỗ này rồi con lên à cậu lý mặc kệ lượm nói cậu cứ lôi cô về phòng chốt cửa cậu xô cô xuống giường giọng của cậu lè nhè cởi đồ ra mau mồ hôi của cô tuôn ra như tắm thật không ngờ cậu lý ăn nói sỗ sàng đến mức độ này ơ hay điếc à cởi đồ ra nhanh Hình như sức chịu đựng của cậu Lý rất kém Lại thô tục chẳng được một phần của anh Hiếu Cậu bực mình tháo chiếc quần tay đang mặc Bứt luôn chiếc áo sơ mi Không kịp mở nút Nhìn cậu Lý lúc này thật là đáng sợ Ánh mắt đỏ rực lên Làm cho lượm dù không muốn Cũng chậm chậm cởi bỏ bộ quần áo Đang mặc khỏi cơ thể của cô Cảnh sát trước mặt làm cậu Lý điên lên Cậu ta lao vào Ôm chầm lấy lượm cậu ta trực diện đưa cây vật to cứng ấy vào người của lượm cứ xâm nhập bất ngờ làm cho lượm đau thấu trời xanh đau đau cậu lý rùa người đã thấm men rượu nhưng cậu vẫn ý thức được có cái điều gì đó không đúng cậu đưa đầy vài nhịp sau đó rút ra bất ngờ mày không còn trinh sao mày đã thất thân với thằng nào lượm nhắm mắt không dám trả lời mà cô chả biết phải trả lời như thế nào. Không lẽ bây giờ cô nói cô không muốn lấy cậu Lý, người cô muốn gả là em họ cậu, là anh Hiếu. Cậu Lý không nhận được câu trả lời của Lượm, tiếp tục gầm gừ. Mày đã ăn nằm với thằng Hiếu có đúng không? Nói ngay! Không gian im lặng, đến cả thở, Lượm còn không dám thở mạnh. Qua chừng mấy phút, bỗng có một tiếng chát vang lên, kèm theo là âm giọng tràn đầy sự tức giận của cậu lý còn mẹ này tại sao mày dám làm thế với tao tưởng ra sao rốt cuộc là mày biết lang trạ từ sớm cậu lý cơ hồ đào mắt rút cái thắt lưng gấp đôi sau đó vụt vào người của lượm tới tấp cậu vừa vụt vừa mắng chửi lượm này thì hư thân mất nết đổ mất dậy Mỗi một từ này là mỗi lần roi phủ lên người của lượm. Lượm đau đớn thu mình và co rúm lại, van xin trong nước mắt. Xin cậu tha cho con. Cậu ơi, cậu! Lượm đưa tay đỡ lấy, nhưng so với độ dẻo dài của thắt lưng, thì tay của lượm làm sao mà chống lại được chiếc thắt lưng kia chứ? Sau khi đánh hơn chục roi, cậu Lý mới ngừng tay lại. Cậu xà xuống, bóp lấy cầm của lượm. Nói ngay, mày ăn ở với nó bao lâu rồi nói trả lời tao mày ngủ với nó bao lâu rồi cậu lý hét vào mặt của lượm tim cô như nhảy khỏi lồng ngực vừa đau thể xác lại vừa nhục nhã ê chề cậu lý nghiến răng ken két mày muốn thi gan với tao à trong cơn tức giận cậu lý như mất đi lý trí mà đứng bật dậy dùng cái dây lưng kia vụt xuống người của lượm tới tấp Cơ thể trắng trơn giờ đây được bao phủ hàng chục vết tấy đỏ, có vài chỗ dỉ máu. Đến khi tiếng khóc của lượm là cậu Lý sực tỉnh mới vứt bỏ chiếc thắt lưng qua một bên, mặc lại quần áo định bỏ đi. Đến cửa, cậu Lý ngoảnh đầu lại nhìn lượm. Mày chưa xong với tao đâu. Bước chân của cậu Lý xa dần xa dần, lượm ôm mặt mà nức nở. Ngày đầu làm dâu làm vợ, mà đã thành thế này rồi sao? Những ngày sau nữa chắc chỉ là nước mắt." Lượm tự hỏi, kiếp trước cô đã làm gì nên tội mà kiếp này đời cô lại bất hạnh như vậy? Trong nước mắt, Lượm kêu lên. "Bố ơi, mẹ ơi, hai người ở đâu? Sao lại bỏ con chứ?" Bỗng cánh cửa bị ai đó đập ầm ầm, cùng lúc đó là tiếng nói như sấm vang của bà bảy, bà hét lớn với cô con lượm đâu? Mau ra đây, mau ra đây. Lượm vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài. Dạ bà bảy, con đây à? Ở đâu ra cái thói ban ngày mà mày trốn vào đây ngủ à? Tao cưới con dâu chứ không phải là bà dâu. Chén bát còn chưa rửa, sân thì chưa quét, Mày đã chui vào đây nằm rồi. Con chó nhà tao ấy, nó phải giữ nhà mới được ăn cơm. Mày liệu cái thân của mày, con quỷ, con chó muốn ăn cơm phải biết giữ nhà. Bà bảy so sánh cô chỉ bằng con chó con mèo nhà mình thôi sao? Mà đâu có sai. Nhà bà ấy giàu có thế này, cưới cô về chỉ để duy trì nòi giống và có thêm một người làm không công. Chưa yêu thương cái gì cô chứ? Lượm thở hắt ra một hơi, cô bước ra ngoài dọn dẹp những việc còn giang dở. Nhưng cơ bản nhà bà bảy quá rộng lớn, rộng hơn cả nhà bà tư rất nhiều heo chó gà vịt mấy chục con, nên tay chân của Lượm không ngừng hoạt động, mà thấy việc cứ còn nhiều lắm. Chị Sen cũng là người làm duy nhất trong nhà, lên tiếng hỏi Lượm. "Có mệt lắm không? Hay em nghỉ tay một chút đi, mọi người đang ở trên nhà trên, không xuống đây đâu mà lo." "Em hơi mệt, nhưng mà em dáng làm cho xong chị ạ." À. "Ừ, muốn sống trong ngôi nhà này phải nhịn nhục mà sống em ạ. À. Mợ Liên dù quá quát nhưng mà cũng tội vì không sinh được con. Ai mà muốn sẻ chia chồng mình với người khác chứ. Thôi, chịu khó nhá. Làm nhanh rồi vào trong nhà nghỉ ngơi. Vâng, vâng. Sau khi làm xong công chuyện, lượm lê từng bước về phía căn phòng ấy, lấy một bộ quần áo để tắm. Nước lạnh dì dà trên từng vết thương do cậu Lý ban tặng làm cho cô run lên vì rát cơn đau cứ như vậy ùa đến mà đau thể xác một đau lòng mười không biết lúc này hiếu đang làm gì anh có nhớ cô không anh có biết cô đã thành vợ cậu lý không và anh có biết cô và anh không thể nào hoàn thành ước mơ mà hai người đã từng mơ nghĩ đến điều đó lượm lại bật khóc tức tuổi Đêm đấy lượm nằm thao thức không dám ngủ Đã khuya lắm rồi Mà cậu Lý chưa về Không biết cậu có ngủ bên phòng mợ liên hay không Không biết cậu có mò sang đòi hỏi Rồi đánh đập lượm hay không Bao nhiêu nỗi sợ cứ ùa về trong đầu của cô Bỗng có tiếng cửa lạch cạch Cậu Lý loạn choáng bước vào Lượm dù rất sợ cậu Lý Nhưng cô đành phải đi ra dìu cậu Cậu Lý hất cánh tay của lượm Nạt nộ cô mày buông tao ra tao không cần cái loại vợ như mày cậu lý nằm phịch ra giường cậu chửi lượm là loại không ra gì lượm im lặng không hò hé nửa lời chỉ lặng lẽ ngồi bó gối một góc đợi cậu lý ngủ say cô mới dám đặt mình nằm vào góc nhỏ bên ngoài trời tối đen như mực đen như chính cuộc đời của lượm vậy lượm bỗng nhớ tới một bài thơ mà cô từng nghe đàn bà như cánh lục bình trôi theo dòng nước biết đâu bến rừng ai ơi giữ trọn chữ tình đã là chồng vợ xin đừng hơn thua ngày qua ngày lượm bất vả với những việc không tên mợ liên luôn chèn ép và bắt nạt cô đủ đường đã thế đêm đêm cô còn phải chịu sự giày vò của cậu lý nên cô tiểu tụy đi trông thấy ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên người cứ phờ phạc không còn chút sức sống. Chị nướng cá xong rồi, em vào bưng lên cho người ta nhé, Lượm. Vâng. Lượm nghe chị Sen nhắc đến cá, cô cảm thấy khó chịu trong người, bỏ chiếc búa đang bổ củi, bất giác đưa tay lên miệng mà nôn thốc nôn tháo. Chị Sen vừa bút lưng cho Lượm vừa hỏi ngay. Em làm sao thế? Lượm à? Em không biết chị ơi, em cảm thấy khó chịu em buồn nôn lắm em bị thế này lâu chưa Mười mấy ngày hôm nay thôi chắc là em bị đau dạ dày rồi chị ạ à? uhm, lượm này tháng này em có kinh chưa lượm nhớ lại hình như là chưa thấy em chưa chị ạ à? thế chắc là em có bầu rồi đấy à, nhưng mà phút chốc cả hai người đều xanh mặt mới cưới chưa được một tháng mà Lượm đã mang thai rồi sao?" Sen vội vàng hỏi ngay. "Em và cậu Lý có quan hệ trước không Lượm?" "Dạ không chị ạ." À. "Thế thế cái này là của ai?" Lúc này mồ hôi trên trán của Lượm bắt đầu tuôn ra, cô lo lắng và sợ sệt, không còn từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của cô, chỉ biết đứa nhỏ này chắc chắn không phải là con của cậu Lý. "Em em ở dưới bếp đi để chị đem đồ ăn lên nhà trên kẻo em lại nôn ói mọi người lại sinh nghi đấy em cảm ơn chị sen chị sen bê thức ăn lên nhà lượm lại nghe tiếng của mợ liên inh ỏi mau kêu nó lên nhanh lên chị sen vội vàng chạy xuống bếp nói với lượm lượm ơi em lên đi mợ gọi đấy có chuyện gì thế chị chị dặn là mợ không ăn được ớt Sao em còn làm nước chấm cay Mợ đang trách em đấy Lên xin lỗi đi Này đem cái chén này lên Đổi đi Lượm đưa tay nhận lấy cái chén Rồi vội vàng bước lên nhà lớn Vừa nhìn thấy mặt lượm Mợ liên lại mắng mỏ ngay Mày biết là tao không ăn cay Mày lại cố tình làm cả đống ớt thế này Mày muốn tao cay xé miệng có phải không Dạ con xin lỗi Con quên mất Con đem chén nước chấm khác tới đây à? có tí việc mà còn quên thế này mày còn làm được cái trò trống gì này thì quên này này thì quên này mợ liên cầm nguyên chén nước chấm và hất thẳng vào người lượm vài tia bắn lên cả mặt cô giọng của mợ liên rít lên tao phải làm thế cho mày nhớ lần sau mày không được quên nữa hiểu chưa bà bày và cậu lý cứ ung dung ngồi ăn không một ai lên tiếng mặc cho mợ liên làm càn bỗng cơn buồn nôn kéo đến, lượm bụp miệng, cố gắng kìm lại. Nhưng càng kìm nén, nó lại càng muốn trào trực ra. Uệ, con xin phép. Lượm ôm miệng bò chạy, cả ba người trên nhà lớn vô cùng ngạc nhiên, nhất là mợ liên. Chả nhẽ, nó có thai rồi sao? Nguy to rồi, nguy to rồi. Bà Bảy thì mừng lắm, rõ ràng đây là dấu hiệu của người mang thai. Khi xưa bà mang thai cậu Lý, bà cũng ngén như vậy. Bà phải dò bước theo sau lượm, xem tình hình thế nào. Mợ Liên cũng vội vàng chạy theo xem tình hình, mà không ai nhìn thấy khuôn mặt đông cứng của cậu Lý, cùng với đôi mắt đỏ ngầu như hai đốm lửa cháy rực. Ầm ầm. Mọi thức ăn trên bàn bị cậu Lý hất văng đi, tức giận cậu đấm tay xuống bàn đến bật máu. Lúc này ở phía nhà dưới, Bà bày đi tới chỗ lượm Đang nôn mửa Bà hỏi ngay Lượm mày làm sao thế này Mày có bầu rồi có phải không Mợ liền liền gạt phăng suy đoán của bà bầy. Kìa mẹ, chắc nó ăn uống không tiêu, chứ bầu bì làm sao được. Không phải, đây chắc chắn là bị ngén rồi. Con chưa từng bị, làm sao mà con biết được chứ? Bà bầy nói xong, thấy mình lỡ lời, chạm vào nỗi đau của con dâu, nên không nói với mợ liên nữa mà tập trung sang lượm. Thế nào rồi? Đỡ chưa? Bà bảy vuốt cây lương cho lượm. Mợ liên trướng mắt lắm rồi. Thêm đụng chạm vào lòng tự ái. Mợ tao ngúng quẩy bỏ đi. Bà bảy nhìn theo cái dáng ấy mà lắc đầu ngao ngán nhưng mà chẳng dám nói gì. Ai bảo bà ham giàu cứ nhất quyết cưới mợ liên cho bằng được chứ. Mợ liên được nuông chiều từ bé nên ngang ngạnh khó bảo lắm. Thêm ra thế lại hơn nhà bà Bảy Nên bà Bảy phải nhắm mắt cho qua Cứ để cho mở Làm vua làm tướng trong nhà Chứ cứ thử Con nhà bà xem Bà có xé xác cái loại con dâu ương ngạnh ấy ra không Phía lượm biết không thể qua mắt được bà Bảy Nên không thừa nhận Và không phủ nhận Dạ con không biết Mấy hôm nay Người con rất mệt Tháng này con bị trễ kinh rồi ạ à? <laughs> thế là chắc chắn có bầu rồi. Phải nói cho thằng Lý biết ngay, chưa no mong lắm. Mà mày vào trong nhà đi, ngày mai tao dẫn mày lên huyện, khám xem là được bao lâu rồi. Bà bày đưa lượm vào trong nhà, nhìn thấy mâm cơm đang vương vãi dưới nền đất. Bà hỏi người làm ngay. Ơ, ờ, có chuyện gì thế này? Cậu mợ đi đâu hết rồi hả? Dạ con không biết, cậu thức giận chuyện gì mà gạt đổ hết thức ăn rồi đi ra khỏi nhà rồi. Mợ thì vào trong phòng nghỉ ngơi rồi thưa bà Chắc hai đứa nó lại cãi nhau đây mà Chuyện như cơm bữa Cứ mặc kệ bọn chúng Trách nhiệm của mày bây giờ Là phải để ý đến con lượm Nó mới chừa lần đầu Còn nhiều cái không biết Xem nó muốn ăn cái gì uống cái gì thì làm Nghe chưa Còn mày Từ đây chỉ làm mấy việc nhẹ nhàng thôi Trẻ củi sách nước Mày không được động tới Nhớ chưa lượm bà bảy mặc dù tính khí dữ dằn nhưng lại rất trông mong có đứa cháu cưới mợ liên mấy năm rồi mà không có tin tức gì bà vô tình biết được mợ bị bệnh máu huyết không đẻ được nên mới dám cưới vợ hai cho cậu lý chưa bình thường mợ làm trịnh làm thược ghê lắm vì nhà mợ liên chả có gì ngoài tiền vàng ruộng đất thì cỏ bay gãy cánh thế nên bà lý phải cẩn thận chứ đêm nay lượm lại thao thức chạnh dáng đưa mình vào giấc ngủ vì lượm sợ sợ khi mở mắt trời lại sáng lượm biết chắc mầm cái bầu này là của anh hiếu rồi bà bảy bà biết được thì như thế nào đây nếu như bà biết đây không phải là máu mù của nhà họ còn cậu lý thì sao chắc chắn cậu ấy đoán được ai là tác giả của bào thai này nên mới hất đổ mâm cơm rồi bỏ đi như vậy không biết cậu về Cậu xử lý cô như thế nào Có khi nào Cậu lý giết cô không Vừa nghĩ đến chuyện đó xong Thì cánh cửa động đậy Cậu lý bước vào Bước chân cậu nhẹ nhẹ Khác với sự hùng hồ mọi ngày Lượm sợ quá Cô nhắm mắt giả vờ ngủ say Cậu Lý ngồi xuống bên cạnh cô Cất giọng bình tĩnh nhất Tôi biết là cô chưa ngủ Cô dậy đi Chúng ta nói chuyện một chút lượm vẫn im lặng không dám cử động và cô không dám trả lời cô cứ tưởng cậu lý lại trở về trong trạng thái say khướt rồi cậu lại chửi lại mắng đánh đập cô chưa bao giờ dám nghĩ và nhìn thấy cậu lý nghiêm túc và trầm tĩnh như lúc này không gian im ắng truyền đến giọng của cậu lý tôi biết cái bầu này của cô là con của thằng hiếu nhưng tôi không vạch trần cô lượm lại thêm một phen kinh ngạc cậu lý là người đang nói chuyện với cô thật sao lượm từ từ mở hé mắt nhìn cậu lý và cậu ấy cũng đang nhìn lượm chân chân lượm hít một hơi thật sâu tại tại sao cậu lại làm như vậy à không cần biết vì sao nhưng nếu ai hỏi gì cô cứ nói chúng ta ăn ở với nhau trước ngày cưới là được nhớ cho rõ từ đây về sau trong đầu của cô phải ghi nhớ tôi là bố của đứa nhỏ này cô biết chưa không đợi Lượm trả lời, cậu Lý lấy quần áo đi tắm, để Lượm nằm ở đó với đôi mắt kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết là bản thân của cô đang mơ hay là đang tỉnh. Còn cậu Lý, cậu suối nước ảo ạt từ đầu đến chân, cậu muốn dòng nước lạnh kia làm cho cậu tỉnh táo. Cậu vốn dĩ không yêu mợ liên, cậu yêu người khác, nhưng không biết vì lý do gì, mà chỉ sau một tháng không gặp, cô ấy lại đi cưới người đàn ông khác qua đau khổ cậu tìm đến men rượu dài sầu và đi lấy vợ người mà mẹ cậu nhắm chúng một mối lương duyên mà ai ai cũng khen môn đăng hộ đối có điều hôn nhân không tình yêu cùng với tính cách không hợp khiến cho cậu lý càng thêm chán nản cho đến khi nhìn thấy lượm trổ mã thành thiếu nữ lượm và người cậu yêu rất giống nhau cô ấy cũng trắng hồng như lượm mắt to như lượm tóc dài như lượm Nên cậu mới đề xuất với bà Bảy Cưới lượm về làm vợ lẽ Cái hôm tân hôn Cậu nhìn lượm mà cứ nhìn ra người yêu cậu Cho nên bao nhiêu tức giận đều bùng phát Người ta nói còn hận là còn thương Cậu còn thương người con gái ấy Vì vậy cậu chấp nhận cái bào thai của lượm Cũng là giúp bản thân mình Tìm lại bóng hình của người xưa Không biết cậu Lý bên trong đấy bao nhiêu lâu, đến khi lòng bình thản, cậu mới bước ra ngoài. Cậu đặt thân người nhẹ nhẹ nằm xuống bên cạnh lượm. Lúc này lượm vẫn còn hoang mang, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa hiểu vì sao một người sáng xỉn chiều say, tính cách cộc cằn như cậu Lý, mà đối với chuyện vợ có bầu cùng với người khác, cậu lại có thể bình tĩnh chấp nhận như vậy. Hiểu được suy nghĩ của lượm, cậu Lý nói với cô. Ngủ đi, tôi sẽ xem nó như con tôi vì sao cậu lại làm như vậy chứ không cần biết lý do chỉ cần nhớ những gì tôi nói với cô là được nói rồi cậu lý nhắm mắt lại ngủ không lâu sau hơi thở đều đều phát ra từ người cậu mới làm cho lượm thả lòng cơ thể tuy cô không hiểu vì sao cậu lại thay đổi như vậy nhưng mà cậu không đánh không chửi cô là cô mừng lắm rồi sáng hôm sau trong lúc ăn sáng bà bầy nói với lượm mày chuẩn bị đi với tao ra huyện khám xem cái thai thế nào sẵn tao mua cho ít thuốc bổ ôi dào mẹ cứ làm quá lên đầy người có bầu vẫn phải làm quần quật kia kìa nhất là cái thứ như nó làm việc nhằm nhò cái gì làm như cao quý lắm ở đấy mà bồi với bổ rách việc cậu lý bỏ chén cơm nhìn mợ liên cậu nghiêm giọng Nói nàng cái gì kỳ cục Ít ra Nó vẫn còn có con được đấy Khi nào mình được như người ta Thì mình hãy lên giọng Ơ kìa anh Mặt mày của mợ liên đen kịt Tức tối nói chẳng nên câu Mợ vùng vàng bỏ đi Sẵn chân đá luôn cái ghế Nó là cái gì Mà cậu bênh nó Rồi sau đó đi xỉa sói mợ chứ Nếu không phải vì mợ không thể nào sinh cho cậu đứa con Thì đừng mơ Mợ chịu cho cậu cưới vợ lẽ cậu phải là của mợ, duy nhất một mình mợ thôi. Bao nhiêu năm yêu thầm cậu, tìm mọi cách lấy lòng bà bảy Đến khi lấy được, thì cậu lại thành ra tệ hại, suốt ngày đi sớm về khuya, chẳng quan tâm gì đến mợ. Nhưng con lượm thì khác, thấy nó sách nước, cậu lại chạy ra, sách cho nó. Cậu mang nó làm chậm chạp, có sách nước cũng không xong, nhưng mà mợ biết thừa, cậu sợ nó cực khổ. Từ ngày nó về, cậu toàn ngủ bên nó, để cho mợ phòng không đơn lẻ, gối chăn lạnh lùng. Mợ hận nó. Phải rồi, tại cậu ham con quá thôi, chứ cái hạng như nó làm sao đáng để cho cậu chú ý mà bỏ bê mợ được chứ. Mợ phải tìm cách để giải quyết cái của nợ ấy. Đúng vậy, phải giải quyết ngay lập tức. Mặt của mợ liên chật nở một nụ cười thật là nham hiểm. Lúc này tại phòng khám, bác sĩ siêu âm lên tiếng. Thai sáu tuần, phát triển bình thường, nhưng sức khỏe của mẹ hơi yếu, có dấu hiệu suy nhược cơ thể. Cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, tránh làm việc nặng nề và phải ăn uống đầy đủ để đảm bảo dinh dưỡng cho thai nhi. Bà Bảy nghe 6 tuần thì thắc mắc. À, cho tôi hỏi 6 tuần là mấy tháng vậy bác sĩ? Một tháng rưỡi, người nhà ra ngoài kia lấy thuốc uống đi. Thoáng chốc từ hấn hở, bà bảy truyền sang mặt mày đen ngòm và giận dữ gần hai tháng lượm mày giải thích cho tao nghe vì sao mày có bầu gần hai tháng nói mau cậu lý đứng bên cạnh nhanh miệng trả lời thay cho cô thì con với lượm ăn ở từ trước chứ sao thế mà mẹ cũng hỏi mẹ ra ngoài kia lấy thuốc rồi về kẹo trưa nắng cháu mẹ đấy bà bảy thở phào nhẹ nhõm khuôn mặt cau có của bà ta cũng giãn ra Bà cười tít cả mắt. <laughs> Ai trả trả hai cái đứa này, nhanh thế. Đợi mẹ lấy thuốc nhá. Bóng của bà bầy khuất vào bên trong, lượm mới rụt rè nhìn cậu Lý. Con, con cảm ơn cậu. Cậu Lý không trả lời mà đi trước, lượm lẽo đẽo theo sau lưng cậu. Hôm nay cậu Lý không uống rượu, lại còn ăn mặc lịch sự, khác hẳn với bộ dạng bê bết lúc trước. Lượm bụt miệng khen cậu. Cậu Lý, cậu không uống rượu, ăn mặc trình tề, như thế này đẹp trai lắm. Điều đó còn phải nói sao? Đúng là thừa thải. Nếu mà cậu đi hớt tóc cho gọn gàng, thì là đẹp nhức nách luôn đi ạ. À? Cậu Lý sờ tay lên đầu mình, định nói gì đó, thì bà bầy lấy thuốc về tới, ba người cùng nhau về nhà. Dọc đường bà bầy căn dặn lượm, phải chú ý đi đứng, không được leo trèo với cao, và dặn dò cậu Lý không được gần gũi lượm tốt nhất là ngủ bên phòng mợ liên luôn để cho chắc chắn cậu lý tặc lưỡi con biết rồi mẹ nói từ ngày hôm qua tới giờ con thuộc lòng luôn rồi phải thế cho chắc chứ thời gian này dễ hỏng lắm phải cẩn thận con ạ à. mà con lượm này nghe tao nói đây mày phải cố gắng ăn uống để sinh cho nhà tao một thằng cháu trai trắng trẻo bụ bẫm lúc đấy tao thưởng cho mày thật hậu hĩnh mày nhớ chưa lượm tuy miệng vâng giả lời bà bảy nhưng mà ánh mắt của cô lại quan sát cậu lý đến giờ phút này lượm không thể nào hiểu được cậu lý đang nghĩ gì mà lại chấp nhận nuôi con người khác có khi nào cậu có ý đồ gì không nhưng suy nghĩ đó của lượm nhanh chóng gạt bỏ cô thì có cái gì để mà cậu có ý đồ cơ chứ có thể là cậu sĩ diện không muốn mang tiếng nên cắn răng làm ngọt cũng nên sau khi về nhà, lượm lên gọi cửa phòng của mợ liên. Dạ con mời mợ ra ăn cơm mà. Hừm, tao có điếc đâu, mà mày phải gọi tao, mày muốn ăn đòn có phải không? Lượm cúi mặt đi sau lưng mợ liên, bỗng dưng mợ đứng lại hỏi cô. Mày đi khám thế nào? Dạ con có thai, em bé khỏe thưa mợ. Thai bao nhiêu tuần? Dạ sáu tuần ạ. À. Sáu tuần? mày và anh ấy đã ăn nằm với nhau trước ngày cưới cơ à lượm không dám gật đầu và không dám lắc đầu luôn mợ liền tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng bừng hùng hằng chạy tới chỗ cậu lý đang ngồi giật phăng ly nước cậu lý đang uống mà ném xuống đất khiến cho nó vỡ tan tành cậu câu mày này cô làm cái gì thế à cô điên à bà bảy lúc này cũng lên tiếng hỏi con dâu con làm cái gì thế liên thằng lý đang uống nước mà con lại hất bỏ cốc nước là sao mợ liên phừng phừng lừa giận không nề nang mẹ chồng mà quát ầm lên mẹ hỏi con trai của mẹ đi tại sao cưới chưa được một tháng mà nó có bầu sáu tuần chúng mày tằng tiệu với nhau từ khi nào thôi ngay đi cô đừng có lên cơn điên điên sao tôi điên tôi mới chịu cho anh lấy vợ lẽ tôi điên mới để anh qua mặt còn mày mày tưởng mày hiền lắm hóa ra mày là hổ ly tinh dám rủ quyến chồng tao tao phải giết mày tao phải giết mày mợ liên quay sang lượm định đánh lượm may sao cậu lý nhanh tay đỡ kịp cậu chụp lấy bàn tay của mợ liên cậu lớn tiếng đủ rồi không ở được thì cút bà bày dù chẳng ưa đứa con dâu láo toét này nhưng mà trước thế lực giàu có của con dâu bà phải kiêng dè mà mắng con trai kìa lý con nói năng cái gì thế hả mợ Liên sau giây phút bất ngờ cái gì cái gì cơ mợ bật cười chua chát nói ngay anh vì nó mà đuổi tôi được anh đừng có hối hận mợ liền bỏ chạy bà bày lập tức đuổi theo con dâu vừa đuổi theo vừa gọi kìa liên liên ơi nghe mẹ nói con dâu à bà bảy gọi cứ gọi mợ liền không quan tâm mà chạy về phòng xếp đồ đạc để về nhà ngoại mợ liền khóc nước mắt rơi ướt sũng khuôn mặt trái tim đau đớn không ngừng co thắt dữ rồi đâu phải là mợ không muốn sinh con cho cậu tại cơ thể của mợ như vậy mợ biết phải làm sao chứ bên ngoài tiếng của bà bảy tiếp tục gọi cửa con dâu liền ơi mở cửa cho mẹ Liên à, có nghe mẹ bảo cái gì không? Mợ Liên bước ra với khuôn mặt, lấm lem nước mắt, tay cầm chiếc vali, trông rất tội nghiệp. Con tính đi đâu? Con về nhà con, anh Lý đuổi con. Mẹ thấy rồi còn gì? Thôi thôi cho mẹ xin, nó giận nó nói thế thôi, chứ nó thương con nhất mà. Nhưng anh ấy, anh ấy lại bênh cái con ôn dịch kia, mà mắng mỏ con. Mẹ bênh đầu mà bênh nó chỉ lo cho cái thai trong bụng thôi chứ còn là vợ lớn còn chấp gì đợi nó sinh đẻ xong cho cứng cáp mẹ đuổi cổ nó đi cho con làm mẹ của đứa trẻ con có chịu không nào mợ liên tuy đánh đá nhưng không phải là người đa mưu túc trí chỉ với một câu nói này của bà bảy mợ liên tròn mắt ngạc nhiên thật thật hả mẹ ừm mẹ có lừa con bao giờ chưa nhưng mà nhưng mà thế nào à mẹ mình phải cho nó một khoản tiền chưa đâu có đi không được đâu mà dạo này việc làm ăn xa suốt quá con ạ à, chắc là hơi lâu mới đủ tiền đưa cho nó tưởng chuyện gì mẹ quên ba con hứa cho vợ chồng con một số vốn à với lại nhà con chỉ có một mình con thì tài sản bên đấy cũng thuộc về con thôi chuyện này mẹ cứ để con lo Bà bảy nghe mừng lắm rồi, nhưng bà ta phải giả vờ từ chối. Sao mà được chứ? Sao mẹ dám làm phiền ông bà bên đấy? Chỉ bằng con bảo ông bà ý sang tên mấy lô đất mà hứa cho thằng Lý, lúc đấy vợ chồng con muốn làm cái gì thì làm, có phải hơn không? Đúng rồi, mẹ nói đúng, thế mà con không nghĩ ra. Vậy là khi nó sinh xong, mẹ đuổi nó đi rồi, rồi mẹ đưa đứa bé cho con nuôi à mẹ? ừm lúc đó có con rồi thằng lý không đi chơi bời như trước mà sớm tối bên cạnh mẹ con con hai đứa sẽ sống hạnh phúc với nhau mợ liền nghe xong cười tít mắt quên luôn rằng mình vừa mới khóc lóc ầm ý. bà bảy cũng cười nhưng đằng sau đó là những suy tính hơn người này uống thuốc chưa con chưa con quên mất để con đi uống à? khuôn mặt của cậu lý không có cảm xúc giọng nói của cậu hững hờ cứ ngồi đấy đi để tôi đi lấy cho dạ thôi còn tự đi lấy cũng được cậu lý không đợi lượm đứng lên cậu đã quay người đi lấy lát sau cậu đem đến cùng một ly sữa nóng xong thì uống sữa vào tuy cậu lý ăn nói trống không không ngọt ngào nhưng mà lượm lại thấy rất cảm động từ bé đến lớn ngoài hiếu là người tốt với cô nhất thì cậu Lý là người thứ hai Cho cô có cảm giác được quan tâm Và được chăm sóc Uống đi Nhìn cái gì mà nhìn Lượm như một con mèo ngoan ngoãn Làm theo lời cậu Lý Bỏ viên thuốc vào miệng Nuốt cái ực Nhưng mà loại thuốc này vừa to vừa đắng Khiến cho lượm nhăn mặt ừ, Đắng quá Uống ngụm sữa vào Cậu Lý thổi thổi cho ngội bớt Rồi đưa lên miệng cho lượm Thấy lượm định uống một ào Cậu ngăn lại ngay Ấy từ từ Coi chừng bỏng cái miệng bây giờ Lượm mỉm cười Rồi từ từ uống hết ly sữa Cậu Lý lại hỏi cô Hết đắng chưa Ừ um, hết rồi cậu ạ à. Mà sữa này ngon thật đấy Uống nữa không Dạ không con no rồi Thế thì đi ngủ nhá Tối rồi đấy Thật ra Lượm không tin Đây là cậu Lý mà Lượm từng biết lượm mơ hồ nửa tin nửa ngờ nhìn trộm cậu lý sự thay đổi quá lớn thế này nhất thời cô chưa thể nào thích ứng kịp thả cậu cứ mắng cứ chửi như mọi khi lượm còn cảm thấy thoải mái hơn đằng này cậu ấy tốt quá mức làm cho lượm thấy mình có lỗi lượm thoáng nghĩ về anh hiếu mợ liên đứng phía sau nhìn thấy hết mọi hành động của cậu lý và lượm từ nãy tới giờ mợ liên tức lắm nhưng mợ cắn răng chịu đựng nhìn chồng mình quan tâm chăm sóc cho người phụ nữ khác. Nếu không, nó lại dở chứng bỏ đi, thì mơ ước về một nhà ba người của mợ lại tan như bọt biển. Cậu lại quay về trạng thái, sáng xỉn chiều say, thì mợ mới là người khổ nhất. Ngày hôm nay ông bà Bảy đi thăm họ hàng, nghe bảo ngày mai mới về, cậu mợ cũng về bên nhà mợ liên có việc, chỉ còn sen và lượm ở nhà, hai người lại tâm sự với nhau. Sen lên tiếng hỏi lượm Em làm sao mà dạo này cậu Lý ngoan hẳn như vậy Em có làm gì đâu chị Đến chị mà em còn giấu à Em nói thật Chị không tin em sao Nhưng mà chị thấy rất lạ nhé Lúc trước một tháng Cậu uống rượu hết cả tháng Dạo này thì không những không uống rượu Mà còn ở nhà phụ ông bà việc đồng áng Cứ như ai nhập cậu ấy Chứ không phải là cậu Lý mà chị biết Lượm nghe xong trầm tư, đúng là từ lúc Lượm có thai thì cậu cứ quanh quẩn ở nhà, rồi nhắc nhở chuyện ăn uống đi đứng, cứ như cậu là cha ruột của đứa bé vậy. Lượm trộm nghĩ, không nhẽ cậu bị ma nhập hay sao? Có ai không? Mở cổng nào, mở cổng đi. Lượm ơi, Lượm. Chị Sen đang giở tay nên nhờ Lượm ra mở cổng giúp mình, giây phút nhìn thấy anh Hiếu, Trái tim non nớt của Lượm bỗng đập rất mạnh, cô còn tưởng mình bị hoa mắt cho đến khi anh Hiếu cất tiếng nói với cô. "Lượm à, em đang ở đây thật sao?" "Anh Hiếu, anh về khi nào?" Hiếu không trả lời câu hỏi của Lượm, ngược lại còn chất vấn cô. "Em hứa đợi anh cơ mà, tại sao em lại đòi cưới anh Lý? Tại sao em phản bội anh?" Lượm yếu gào lên khuôn mặt giận dữ tưởng chừng như muốn xé nát người lượm cô có biết anh đã hân hoan thế nào khi về gặp cô hào hứng lắm khi được ôm cô vào lòng để cho thỏa nỗi nhớ mong lại được ăn những món mà lượm nấu đeo cho lượm chiếc nhẫn mà anh cố gắng làm thêm mỗi đêm mới mua được nhưng anh thực sự suy sụp khi nghe bà tư bảo rằng lượm đồng ý lấy anh lý bà khuyên bảo anh đợi anh về nhưng mà lượm cứ nằng nặc muốn như thế còn dọa từ từ nếu như bà bất lực nhắm mắt mà gả lượm đi bà vừa khóc vừa xin lỗi anh khiến cho anh uất hận lượm vô cùng những tưởng tình trạng ý thiếp vậy mà cô gái nhỏ này lại xóa hết để bước đi lấy chồng lượm à nói đi em giải thích gì đi không phải như thế anh hiếu em bị Lượm muốn nói cho anh biết Chính bà ép lượm như vậy Bà cố tình chia cách anh Muốn cho anh biết Cô có một mầm sống đang phát triển trong người Nhưng mà dù sao Bà cũng là mẹ ruột anh Là máu mù tình thâm Bà cũng nuôi anh Bà cũng nuôi cô 16 năm trời Công sinh thành không bằng công dưỡng dục Coi như lần này Lượm trả hết mọi ân tình cho bà Không còn ai nợ ai Em bị làm sao? Có phải anh Lý uy hiếp em có phải không lượm? Anh ta làm gì em? Em nói đi. Anh không tin em thay lòng đổi dạ như vậy, lượm mà. Em nói đi. Hiếu thực sự mất đi bình tĩnh. Anh nắm chặt người lượm mà hỏi cô, chẳng còn nhẹ nhàng, chẳng còn chiều mến, chỉ còn lại sự bực bội và oán hận. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Thực sự là sau khi mà gửi đến cho quý vị à, những tình tiết của tác phẩm này, Tâm An cảm thấy rất là thương cho cô gái tên là Lượm. Đúng là 16 năm trời sống mà như không được sống vậy, không có ước mơ học hành chỉ hết đến lớp 9, rồi lại phải ở nhà đi lấy chồng và bây giờ lại mang thai con của Hiếu. Nhưng mà cô lại không dám nói ra cho ai biết. Và thật may mắn bởi vì cậu Lý, lại chấp nhận cô và chăm sóc cho cô. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến khi mà Hiếu quay về tìm cô và trách móc cô? Thì chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 2 của câu chuyện này sẽ được Tâm An và kênh đọc truyện gửi đến cho quý vị vào 11 giờ trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.